nguyên nhân rất đơn giản nhan bảo như vẫn chưa từng nếm trải mùi vị thống khổ chân chính do khổ thần đan gây ra người phụ nữ kia có sự kiêu ngạo riêng một khi tỉnh táo lại sau sự hoang mang lại không bị khổ thần đan dằn vặt bao giờ chưa hẳn đã cam tâm khuất nhục mãi mãi cho hắn nhưng lúc đó hắn phán đoán tình huống một lần vẫn ôm chút hy vọng hắn hy vọng khổ thần đan trong truyền thuyết có thể dọa người phụ nữ này hắn vẫn hy vọng có thể biến cao thủ như thế thành của mình cho nên hắn cho nhan bảo như một cơ hội chỉ cần nhan bảo như ngoan ngoãn nghe lời hắn chuyện còn lại tất nhiên sẽ có người khác làm bản thân nhan bảo như sẽ không gặp nguy hiểm gì sau khi rời khỏi đây vì thuốc giải khổ thần đan nàng ta hiển nhiên sẽ tìm tới hắn bây giờ xem ra hy vọng thu phục người phụ nữ này đã tan nát người phụ nữ này vẫn không cam lòng vẫn cố cứng đầu mấy người không biết hắn đang nói ai có điều đều là người hiểu chuyện biết quy tắc sẽ không hỏi nhiều chuyện không nên hỏi có người nhắc tới chuyện chính với tình trạng trước mắt, mấy nhà kia hợp tác phong tỏa, chỉ sợ ngay cả Yến, vệ, tề cũng khó có thể thuận lợi xông qua. Ngài muốn giữ hạng nhất mà qua ải sợ là không có nhiều hy vọng. Nghiêu hữu đạo khinh thường nói, liên thủ phong tỏa, một đám tự tư tự lợi là không thể nào ngăn ta rời đi được. Sau khi mọi người quay về lập tức lấy hành động, ngầm gây xích mích ly dán Ta muốn ba nhà kia tự giết nhau, chuyện này, mấy người nhìn nhau, quý ngọc đức trầm giọng nói, gây xích mích ly dán quá rõ ràng, chúng tôi rất dễ bị bại lộ. Ngưu hữu đảo, chú ý phương thức, không bảo mọi người trực tiếp ly rán, mà là phải gián tiếp chế tạo ra bầu không khí. Ba bên tấn, hàn, tống căn bản không cùng một lòng, vậy thì chính là chất một đống củi khô, chỉ một đốm lửa cũng có thể bốc cháy. Phải tạo bầu không khí để nước tấn cảm thấy nước hàn, tống chỉ muốn tự vệ, vốn không muốn phối hợp tới tấn làm theo thứ tự. Bên hàn, tống thì lại phải cảm giác thấy nước tấn chậm chạp không có thu hoạch, muốn cướp của họ mấy người các vị đã gặp mặt nhau vậy thì có thể phối hợp với nhau trong các trận doanh để lửa bốc cháy lên mấy người nhìn nhau không biết thì sẽ không thấy khó thỉnh thoảng cẩn thận quan sát chung quanh nghiêu hữu đạo không cần lo lắng quanh đây có người của chúng ta đang canh gác bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện khi có người tới gần sợ họ không hiểu hoặc lo lắng dẫn đến sai lầm hắn tỉ mỉ nhắc nhở họ sau khi trở về nên làm thế nào sau khi thực sự tìm hiểu được phương thức thao tác mấy người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm nếu làm vậy, quả thực không có gì nguy hiểm. Tất cả mọi người dồn dập gật đầu. Chương 1201, lòng nghi ngờ sinh ám ảnh. Quý Ngọc Đức, chúng tôi còn phải quay về báo cáo, không thể rời đi quá lâu. Nếu không có gì khác, chúng tôi về trước. Như hữu đạo vung tay áo, ra hiệu không vội, trước khi chia tay còn thành khẩn đưa ra lời khuyên. Ta không hy vọng nhìn thấy mọi người xảy ra chuyện, sau khi mồi lửa bốc cháy, không được tham dự những trận chém giết kia. Các ngươi lập tức thoát thân về bên ta, ta sẽ sắp xếp người tiếp ứng vẫn dùng phương thức liên lạc cũ các người yên tâm rời khỏi bí cảnh thiên đô ta sẽ sắp xếp người dẫn các ngươi cùng ra ngoài không cần lo lắng sau khi ra ngoài phải đối mặt với các phe cứ viện cớ bị đuổi đánh phải tản ra còn nữa trải qua lần này các ngươi đều có nguy cơ bại lộ không cần thiết phải làm chuyện nguy hiểm sau khi rời khỏi đây các ngươi lập tức thoát ly khỏi trận doanh của từng người nếu như các ngươi đồng ý có thể tới nam châu của ta một người cười khổ nói, không thoát thân còn có thể tận lực che giấu, một khi thật sự thoát thân, thân phận thật sự sẽ bị bại lộ. Chít ít, các bên liên quan sẽ truy tra. Với quy tắc của tổ chức, nếu đã bại lộ, bề trên liệu có thể thả cho chúng ta chạy loạn hay sao? Nghiêu hữu đảo, không cần lo lắng đến bề trên, việc này sẽ có ta đứng ra bãi bình cho các ngươi. Trước thể diện, bề trên của các ngươi vẫn có thể cho ta được. Việc nhỏ thôi không tính là gì, bề trên của các ngươi, mấy người nhìn nhau dường như cùng cảm thấy kinh ngạc. quý ngọc đức nói, ngài không phải người của tổ chức. không phải. như hữu đạo nói thẳng. sau khi chúng ta rời khỏi đây, tổ chức của các ngươi sẽ có đại biến. nói rõ một chút, tổ chức của ngươi sắp trồi lên khỏi mặt nước, cần thế lực nam châu chúng ta giúp đỡ. đây cũng là nguyên nhân vì sao bề trên của các ngươi không tiếc cái giá cũng muốn giúp ta. chỉ ta mở miệng, tổ chức của các ngươi sẽ phải đồng ý. nếu như trong các ngươi có người gánh nỗi lo khổ thần đan chuyện thuốc giải sẽ do ta xử lý. Còn có thể hóa giải triệt để hay không thì để sau ta lại nghĩ cách. Nói chung, sẽ không để các người bị đứt đoạn nguồn cung thuốc giải. Đương nhiên, đó chỉ là ý kiến cá nhân của ta. Các người quyết định thế nào, ta sẽ không miễn cưỡng. Nếu muốn đến Nam Châu ta, ta hoan nghênh. Trong lúc đó nếu có phiền toái, các người chỉ cần quyết định đến Nam Châu ta, chỉ cần tin được như mỗ, tất cả phiền phức để ta xử lý giúp các ngươi Không cần các người bận tâm nhiều. Nói chung, không cần biết các ngươi quyết định thế nào, sau chuyện này hãy lập tức từ bỏ vị trí hiện tại, thoát khỏi trận doanh của mình. Nếu không làm vậy thì sẽ gặp phải nguy hiểm, ta không muốn ngộ thương các ngươi. Được rồi, chỉ vậy thôi, các ngươi không nên ở lâu, đi đi thôi. Mấy người trầm mặc suy nghĩ lời hắn nói, rồi cùng chắp tay chào, mau chóng rời đi. Chờ mấy người này đi rồi, nhiều hữu đạo vung vẩy tay ra hiệu cho tư đồ chiêu tới, để y sắp xếp cho người của vạn động thiên phủ phụ trách tiếp ứng những người vừa rồi. Hắn không nói chơi, cũng không phải là chỉ nói mát để lừa mấy người kia cho họ cố gắng làm việc mà là hắn thật sự ghi nhớ ân tình của mấy người này mặc kệ có phải là vì hiểu nguyệt các hay không nếu không có mấy người này lấy đầu ra hỗ trợ hắn sẽ rất phiền phức ít ra mọi chuyện sẽ không được thuận lợi như bây giờ không cần phải lo lắng bị người khác phát hiện việc liên lạc ở nơi này phù hoa và lãng kinh không lắc mình chạy tới phù hoa hỏi tình huống bên kia thế nào tình hình có phần phiền toái giữa bảy nước không xảy ra đại chiến tấn Hàn, tống hợp lực tiêu diệt nhóm người nước triệu, bây giờ lại chung sức phong tỏa lối ra bí cảnh. Nghiêu hữu đạo thuật lại tình huống cho mọi người, lúc này không phải thời điểm thích hợp để giấu giếm nữa. Mọi người nghe xong hắn nói đều cảm thấy nội tâm trầm xuống. Cho dù nước triệu không còn, dù bọn họ diệt đi mấy nhà, bảy quốc gia vẫn có thực lực tương đối lớn, căn bản không phải cản trở mà họ có thể đột phá qua được. Phù hoa cắn răng, đâu chỉ hơi phiền phức, mà là phiền phức lớn rồi. Nghiêu hữu đạo, không phiền phức như tỷ nghĩ, họ không nắm rõ tình huống của chúng ta mà chúng ta lại hiểu rõ tình huống của họ. Bọn họ ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, đó chính là phần thắng của chúng ta. Phù Hoa, lão đệ, đệ đừng giữ mãi ý định, đối phương đã hợp tác phong tỏa, đệ chính là kẻ đầu tiên đừng nghĩ đến việc ra ngoài. Nưu Hữu Đạo rất khí phách nói, chỉ cần không để linh trùng trên tay họ được góp đủ, hạng nhất của ta còn có hy vọng. Hắn quay đầu nói với Tư Đồ Diệu, hành trình bí cảnh đã tới hồi kết thúc, ta tin tưởng người của Yến, vệ, tề cũng đang tới gần đây. Phái người ra ngoài tìm, ta muốn gặp trưởng lão nghiêm lập của tử kim động. Tư đồ rượu vẻ đau khổ, tìm lung tung như con ruồi mất đầu vậy, làm sao mà tìm được. Chẳng may họ còn chưa tới, nghiêu hữu đạo, phóng hỏa liên hệ, lại phóng hỏa, mấy người cạn lời, sau đó mới hiểu chuyện, đó là phương thức liên lạc cuối cùng giữa nghiêu hữu đạo và nghiêm lập, cũng đã ước hẹn thời gian. Nhiêm lập nhất định sẽ chạy tới trước khi lối vào mở ra khoảng nửa tháng Chỉ cần bên này phái người ra ngoài châm lửa khắp nơi Bất kể nhiêm lập ở nơi nào, hãy thấy ba luồng khói bốc lên, sẽ lần theo ký hiệu tìm tới Thái thúc huynh, tại sao ta cảm giác người bên nước Hàn và nước Tống có vẻ không ổn Không ổn chỗ nào, luôn cảm thấy hai nhà kia có người lén lén lút lút theo dõi chúng ta chầm chập Không giống như đang hợp tác với chúng ta, mà giống như đang đề phòng chúng ta huynh cho rằng bọn họ thật sự có thể hợp tác với chúng ta cướp thứ hạng không? Tại sao ta cảm giác như họ căn bản không hề quan tâm tới thứ hạng, càng giống như kéo chúng ta tới lối ra để bỏ chạy? Nếu chỉ lợi dụng thì cũng thôi, không phải chuyện to tát, nhưng nếu đến lúc có kẻ tấn công tới, họ lại bỏ chúng ta mà chạy mất, hoặc là hợp tác với người khác đối phó với chúng ta, vậy thì chúng ta phiền phức rồi. Người cả nghĩ quá rồi, không phải ta nghĩ nhiều, thái thúc huynh, huynh để tâm bên kia một chút quý ngọc đức nói chuyện với một đệ tử khí vân tông món tay cái chỉ chỉ một phía người kia nhìn theo để tâm quan sát vi huynh nước tấn thật sự đáng dựa vào sao làm sao khí vân tông là mặt hàng gì mọi người đều biết ta lại có cảm giác hợp tác với họ chẳng khác nào tranh ăn với hổ ta phát hiện người bên nước tấn đều lén lén lút lút tìm hiểu chúng ta họ sẽ không xuống ta với chúng ta vì tranh hạng nhất chứ bên nước hàn cũng có người lôi kéo đệ tử bách xuyên cốc chỉ điểm chỗ đáng nghi đều là người của hiểu nguyệt các được nghiêu hữu đạo ngầm làm các chuyện, quan trọng là người ở khắp các trận doanh đang phối hợp với nhau. Bên này phối hợp làm ra hành động khiến người ta nghi ngờ cho bên kia xem, bên kia sẽ phối hợp làm ra cử trí đáng ngờ cho bên này nhìn. Người được xếp vào trận doanh của ba bên bắt được cơ hội sẽ lập tức kéo người bên cạnh nói thầm, bày tỏ sự hoài nghi của mình, có vài chuyện sẽ có người truyền ra. Trong nội bộ có người mê hoặc như vậy, không khiến cho bầu không khí ba bên trở nên căng thẳng cũng khó. Nếu mối hợp tác giữa ba bên bền chắc như sắt thép thì có thể hóa giải được, nhưng quan trọng được ba bên có ai có thể tin tưởng được. Lòng nghi ngờ sinh ám ảnh, có nghi ngờ tất nhiên là có cảnh giác. Các bên không thể tránh được việc bố trí theo dõi để phòng ngừa biến hóa, vừa có hành động xảy ra, lập tức sẽ có một phe bị kích thích phản ứng lại. Dưới tình huống kích thích lẫn nhau, bầu không khí ba bên càng ngày quỷ dị, những người đang đánh giá đối phương dường như đều có thể nhìn ra sự bất thiện trong mắt nhau. Thị Như Huynh, Đào Huynh, Trình Huynh, Phú Huynh ở đây cả chứ. Người quan sát phía dưới chạm trán bốn người này, Thái Thúc Sơn Nhạc lập tức chạy tới, hớn hở chào hỏi. Chương 1202, nhường, một, Thái Thúc Huynh, bốn người kia cũng vui vẻ chắp tay chào lại, thị như cười hỏi, Thái Thúc Huynh có việc gì không, làm sao, không có chuyện gì là không thể tới gặp Huynh, lẽ nào bốn người các Huynh đều có chuyện gì gạt ta hả? Thái Thúc Sơn Nhạc nói một câu ám chỉ, sắc mặt thoáng cái thay đổi rồi lại tươi cười nói. Quả thực có chút việc, lần trước trong lá thư mật báo kia, ba nhà trung lập đến bây giờ vẫn chưa cho chúng ta câu trả lời. Có phải là chúng ta nên đi hỏi họ một chút? Phú Cư Yên than thở, có gì mà hỏi, nên trả lời tự nhiên sẽ cho chúng ta câu trả lời, còn nếu không muốn trả lời cho chúng ta, chúng ta có đi hỏi cũng vô dụng. Nói chung, mặc kệ Thái Thúc Sơn Nhạc nói thế nào, người bên nước Hàn và nước Tống cũng không cảm thấy cần phải đi chọc ngoáy ba phái trung lập kia. Vất vả đuổi Thái Thúc Sơn Nhạc đi, đao vô phong trầm giọng nói truy hỏi ba phái kia có ý nghĩa không tên này này chẳng lẽ muốn ra tay với ba nhà kia chắc trình mãn đường đối với hai nước chúng ta nhà hắn sợ là không dám manh động ta đang lo lắng là bản thân chúng ta khí vân tông có đạo đức gì hẳn mọi người đều biết nếu yến tê vệ mãi không xuất hiện nhất định phải kéo dài tới lúc lối vào mở ra nếu tên này này cảm thấy không còn hy vọng có khi lại muốn xuống tay với chúng ta thị như khó nói chúng ta đề nghị lui một bước cầu tiến hai bước tập hợp linh chủng ba nhà lại cùng nắm thứ hạng gã sống chết cũng không đồng ý có thể thấy tên này gấp gáp đối với hạng nhất bao nhiêu nếu thật sự đến lúc cuống lên chuyện gì cũng có thể xảy ra được ba vị không thể không phòng bên khác thái thúc sơn nhạc trở về bên nước tấn nện đúng một cái lên cây khô đệ tử khí vân tông khác cẩn thận từng tí một hỏi cửu thúc thăm dò tình huống thế nào rồi thái thúc sơn nhạc có vẻ mù mờ nói lúc trước ra sức từ chối, đã cảm thấy đám người này không đáng tin. Vừa nãy bảo họ đi hỏi một chút mà cũng không chịu. Bọn họ vốn không hề muốn dính vào phiền phức, chỉ nhìn họ hợp tác thôi, e rằng công sức của chúng ta sẽ dã tràng xe cát. Đệ tử kia cau mày nói, tình huống của hai nhà kia quả thực có phần không ổn. Rõ ràng họ đã ngầm điều chỉnh người, sắp xếp nhắm vào chúng ta. Nếu ba nước Yến, T, vệ thật sự chiếm ưu thế về linh chủng, sợ là phải kéo dài tới thời khắc sống còn mới lộ diện. Dù cho kéo dài tới lúc lối vào mở ra, một khi hai nhà kia bỏ chạy, một nhà chúng ta đừng nói cướp đồ từ yến, tê, vệ, chỉ sợ muốn chặn họ lại cũng khó. Thái Thúc Sơn nhạc lộ vẻ phẫn hận, ta đã thành tâm đối xử, cùng phân linh trùng của nước triệu với họ. Linh trùng trên tay chúng ta nhiều hơn họ, nhưng vẫn chủ động phân chia phần thưởng của phiêu miếu các với họ. Ta đã hậu đãi họ như thế, họ còn muốn chơi lén ta. Nhịn không được thì không thể nhịn nữa, đệ tử kia vội vàng khuyên nhủ, cửu thúc, không thể kích động, hai nhà bọn họ rõ ràng đang hợp tác đề phòng chúng ta. Một khi động thủ, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề, chỉ tiện nghi cho kẻ khác. Thái thúc sơn nhạc quay lại quát, cổ hủ, yến, tê, về có thể trốn, chúng ta không có thể trốn sao. Đệ tử kia trong nháy mắt hiểu rõ ý của y, sau khi thành công lập tức chạy thoát thân, kéo tới lúc cửa vào mở ra liền giết ra ngoài. Tuy đã hiểu ý, nhưng đệ tử này nghĩ thế nào cũng khó mà tin được. Đợi lâu, trầu trực trong núi rốt cục thấy được nghiêm lập tới. Nghiêm lập không mang quá nhiều người, chỉ 4, 5 người theo sau. Xác nhận phía sau nghiêm lập không có gì dị thường, như hữu đạo dẫn theo người ra gặp. Ba người vu chiếu hành, từ đồ diệu, phù hoa, lãng kinh không, đoạn vô thường, hồng kinh thiên, tất cả đều hiện thân. Gặp lại như hữu đạo, nghiêm lập vốn còn cảm thấy vui mừng trong lòng, kết quả vừa thấy một đám người lung tung đi ra ngoài gặp mặt, gương mặt nhất thời dại ra. Nguyên nhân không khó đoán, ông ta ngầm cấu kết với Ngưu Hữu Đạo, bây giờ kéo theo người ngoài vào là sao, chẳng phải sẽ để lộ ra ngoài sáng. Chẳng may tin tức sớm bị lộ ra, bất kể là ông ta hay Tử Kim Động đều sẽ rất mất thể diện, còn dễ sinh biến cố. Mặt khác, các người nhiều người như vậy, chỗ ta mới có mấy người, thực sự có cảm giác bị uy hiếp. Nhưng Ngưu Hữu Đạo đã không thể nghĩ nhiều được đến thế, không thể quan tâm xem nghiêm lập vui hay không vui nữa. Thời khắc sống còn, lòng người hướng về, chính là then chốt thắng bại tu sĩ hải ngoại đối mặt với lựa chọn sinh tử, nếu lúc này còn lén lén lút lút ẩn trốn, sẽ rất khó ngăn cản người ta suy nghĩ nhiều, rất khó ngăn cản người khác nảy sinh tính toán riêng. Đám người hải ngoại sẽ không tín nhiệm hắn vô điều kiện như cha mẹ ruột của hắn. Nhân tâm bên nào cũng cần lèo lái, cũng cần thành tâm đối xử. Đã đến thời khắc quan trọng sau cùng, là lúc cần đoàn kết nhất trí, như hữu đạo không muốn bên trong có bất kỳ ai nảy sinh nghi kỵ khiến sự việc bất ngờ xuất hiện. Càng đến lúc cuối cùng sinh sinh tử tử, càng dễ sinh ra lòng riêng. Hắn cần mọi người kiên định, tự tin đứng bên cạnh hắn. Hắn cần ổn định tất cả mọi người giúp hắn lần này. Nghiêm trưởng lão, tinh thần rất khá. Nghiêu hữu đạo cười ha ha chắp tay chào. Nghiêm lập liếc mắt nhìn mấy người ở đây, thái độ có một chút lạnh nhạt. Đường khác xa, tới đây một chuyến không dễ dàng. Bên chỗ ta cũng không thích hợp rời đi quá lâu, có chuyện gì thì nói nhanh một chút. Phù hoa, lãng kinh không, hồng cái thiên, đoạn vô thường đều đang quan sát kỹ, muốn tiến hành xác nhận một vài chuyện, không muốn bị người ta bán mà cũng không biết. Được, Nghiêu Hữu Đạo gật đầu, trước lối ra, Tấn, Hàn, Tống hợp tác phong tỏa rồi. Nghiêm lập, chuyện này ta biết, bên chúng ta đã phía người đi vào điều tra, phát hiện. Nghiêu Hữu Đạo, ông có chắc chắn khiến ba bên Yến, T, vệ công phá vòng phong tỏa của họ không? Nghiêm lập, mặc kệ có chắc chắn hay không, phía ta kiểu gì cũng phải đi ra ngoài. Chỉ cần họ vẫn phong tỏa, phía ta nhất định phải hợp tác xung kích ánh mắt quét sang mấy người khác. Có điều, người phải hiểu rõ, chỉ bằng những việc mà các người đã làm, chúng ta không thể mang theo các ngươi. Các ngươi vừa xuất hiện là mọi chuyện lập tức biến vị. Bất kể phe thủ hay phe công đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi đồng ý giao linh chủng trên tay ra, bên ta có lẽ sẽ cân nhắc việc lợi dụng người bên các ngươi đồng thời phát động công kích. Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười, ta làm sao có khả năng giao ra linh trùng, ta còn phải dựa vào những thứ đó để giữ mạng nghiêm lập vẫy vẫy tay tỏ vẻ nếu như vậy thì ta cũng không thể ra sức nghiêu hữu đạo thế sự vô thường người luôn biến đổi kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt tinh thông biến hóa mới xứng anh hào kế hoạch sẽ luôn biến hóa cần phải lập tức điều chỉnh ứng phó vẫn hy vọng nghiêm trưởng lão sẽ giúp ta nghiêm lập không từ chối trước mặt nhiều người có từ chối cũng không nên nói thẳng trước mặt bởi vì như vậy sẽ nguy hiểm ông ta hỏi ngươi muốn ta giúp thế nào nghiêu hữu đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo nếu tấn hàn tống xuất hiện nội chiến ông cảm thấy ai sẽ ra tay trước tiên ánh mắt nghiêm lập sáng lên vuốt râu trầm ngâm nói đệ tử khí vân tông pháp lực và thân thể có thể nói là nội ngoại kiêm tu sức chiến đấu cường hãn cũng vì vậy mà luôn luôn thô bạo nếu nói hàn tống chủ động trêu chọc tấn trước thì ta không cảm thấy có nhiều khả năng vì không thể chiếm tiện nghi quá lớn nếu thật sự nội chiến vậy hẳn là nước tấn ra tay trước sau đó hàn tống sẽ hợp tác đối kháng Nghiêu hữu đạo gật đầu, anh hùng có cái nhìn giống nhau, giống như ta nghĩ. Ta đã sắp xếp người động tay chân bên tấn, hàn, tống. Hắn thẳng thắn nói chuyện sắp xếp đám quý ngọc đức cho mọi người biết, cũng để mọi người cảm thấy chắc chắn hơn. Đám phù hoa nhìn nhau, ánh mắt không ngừng lóe lên. Nghiêm lập cũng có phần kinh ngạc vì bên nghiêu hữu đạo hiểu rất rõ ràng tình huống của tấn, hàn, tống. chương 1203, nhường, hai, mọi người đều nhận ra, nếu thật sự làm như nghiêu hữu đạo nói, Ba nhà kia e rằng sẽ rất có thể xảy ra nội chiến. Nghiêm Lập không nhịn được hỏi, những người mà ngươi sắp xếp vào bên kia rốt cuộc là sao? Việc này thực sự khiến người ta khó tưởng tượng được, sắp xếp cơ sở ngầm vào các quốc gia thực sự không phải chuyện lớn, nhưng trong các phe có thể tiến vào bí cảnh Thiên Đô đều có người mình thì thật quá khủng bố. Kẻ này rốt cuộc ngầm kinh doanh thế lực lớn đến mức nào mới có thể làm được? Cần phải biết, khống chế từng người từng người bán mạng cho mình là vô cùng khó, lại còn khống chế đồng thời rất nhiều người. Chuyện này cần bao nhiêu thời gian mới làm được? Sơn Trang Mao Lư mới nổi tiếng được bao nhiêu năm, từ đâu ra nhiều nhân lực và vật lực như vậy? Đứng ở độ cao của ông ta để xem xét, đây vốn không phải việc mà một tân tú có thể làm được. Ông ta nghi ngờ sau lưng có thế lực hùng mạnh nào đó chống đỡ. Ngưu Hữu Đạo, đây không phải chuyện quan trọng, không cần hỏi nhiều, nói chung, ta sẽ cho Tử Kim động một câu trả lời. Nếu như thế, Nghiêm Lập cũng sẽ không hỏi nhiều, quay lại việc chính. Ý ngươi là chờ ba nhà kia tiêu hao đủ rồi, sau đó phía ta lại giết tới. Nghiêu hữu đạo, sai rồi, không cần đợi tiêu hao gần đủ, mà ngay lúc xảy ra nội chiến, ông phải dẫn người của Yến, tề vệ giết tới. Nghiêm lập, đua gì thế, dù ta có đồng ý thì những người khác cũng sẽ không đồng ý chạy tới cứng đối cứng trong lúc bên kia còn đủ thực lực. Làm như vậy sẽ phải trả cái giá quá to lớn, người nghĩ họ đều là thủ hạ của ta chắc. Người cho rằng ta nói gì thì họ cũng nghe hay sao? Ta không thể thuyết phục được họ nghiêu hữu đạo thuyết phục thuyết phục cái rắm đã lúc này rồi có biện pháp đơn giản mà không cần còn phí miệng lưỡi làm gì ông đừng để ý đến bọn họ ông chỉ cần mang người của tử kim động lao thẳng tới bên kia bọn họ phát hiện người của các ông lén rời đi tất nhiên họ sẽ đi theo còn phải thuyết phục sao còn về việc thao tác thế nào đường đường nghiêm trưởng lão không phải không có chút năng lực ấy chứ nghiêm lập á khẩu không trả lời được đầu óc sốt cục xoay một vòng nghĩ ra chỉ là cú xoay này hơn lớn thần hồn còn chưa trở về. Đám phù hoa đứng nghe cũng quay sang nhìn nhau, phát hiện phương pháp của Ngưu Hữu Đạo quả thực vừa đơn giản vừa thô bạo. Phu chiếu hành chất phác không nói được gì, Vân Cơ mỉm cười. Nghiêm Lập mất một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, giờ khóc giờ cười nói: "Đây không còn là chạy đi cứng đối cứng nữa, nước vệ và nước tề dù có tới cũng chưa chắc đã đánh. Ta cũng phải chịu trách nhiệm với đệ tử Tử Kim Độc, không thể lấy mạng các đệ tử đi liều lung tung được." Ngưu Hữu Đạo làm sao lại liều lung tung sao ông vẫn chưa hiểu không phải là bảo các ông liều mạng mà là bảo các ông đi hỗ trợ nước tấn và hàn tống đánh nhau các ông đi giúp hàn tống đánh tấn đến lúc mấu chốt các ông xuất hiện hò hét thật to lên nói rằng chỉ cần đồng ý chia linh trùng nước tấn cho các ông các ông sẽ giúp họ bọn họ đã trở mặt không cách nào hợp tác đối kháng với các ông hàn tống bị nước tấn chọc giận trong lúc nguy cấp chỉ cần các ông mở miệng là họ chắc chắn sẽ đồng ý cũng không có lý gì không đồng ý. Năm nước đánh một mình nước tấn còn coi là cứng đối cứng sao. Đó là kiếm lợi đấy có được không? Nghiêm lập sướng sờ nói. Chia cắt linh chủng trên tay nước tấn. Như hữu đạo thật sự nghi ngờ lão này già rồi hồ đồ, ngạc nhiên nói. Ông vẫn còn muốn cướp linh chủng trên tay nước tấn hay sao? Nghiêm lập ngờ vực, ý ngươi không phải thế. Chẳng phải ngươi bảo tới cướp sao? Như hữu đạo, đó là để dụ cho Yến, T, vệ đến thời khắc mấu chốt có thể cùng ra tay với bên ông thôi, hoặc là đến thời khắc quan trọng có thể dọa chạy nước tấn. Đánh gần đủ là được rồi, tử kim động các ông không thể chơi quá ác, không thể giết chết người nước tấn. Người phải nhường, chưa ra một con đường sống cho nước tấn chạy mất. Đám phù hoa lại nhìn nhau, dường như muốn nói, đã phóng hỏa thiêu dụi lại thành nhường. Nghiêm lập há hốc mồm, nhường, để nước tấn chạy mất, như hữu đạo thở dài, rất bất đắc dĩ nói. Nếu ta muốn tranh hạng nhất, điều kiện tiên quyết là không thể để người khác lấy được hạng nhất tình huống bây giờ là thế lực khắp nơi tập kết lại người bên ta đã không còn năng lực cướp linh chủng trên tay người khác nữa từ kim động các ông cũng không thể ngang nhiên giúp chúng ta đi cướp mà cho dù nhà các ông giúp ta cướp cũng vô ích nếu chúng ta không giành được người khác cũng đừng mơ chiếm được ta nhất định phải duy trì ưu thế số lượng linh chủng trên tay Sở dĩ không chờ bọn họ nội chiến tiêu hao đủ rồi mới ra tay chính là muốn cho linh trùng trên tay các nước phân tán ra, không thể để cho linh trùng tập trung lại. Ba nước kia đều bị các ông cướp, ta còn lấy cái gì nói chuyện với toa như lai. Nghiêm lập đại khái hiểu ý của hắn, trần chờ nói. Năm nhà còn lại tập hợp, người không sợ trong đó có người hợp tác cướp thứ hạng. Nghiêu hữu đạo đáp, cho nên ta mới bảo ông nghĩ cách thả cho nước tấn đi. Nghiêm lập lại bị hồ đồ, rốt cuộc người có ý gì, Nghiêu hữu đạo một tay chống kiếm một tay xòe bàn tay, có vẻ đau lòng. Linh trùng trên tay nước tấn gần như đạt 4 phần 10. Các ông không đánh nước tấn tàn phế, ông không để nước tấn trốn ra được, ta làm sao kiếm lợi. Bên ta làm sao cướp đồ trên tay nước tấn, mà mẹ, câu chửi tục trong lòng nghiêm lập suýt nữa phọt ra ngoài miệng. Ông ta khiếp sợ cạn lời không nói được, hóa ra thằng này vòng vòng vèo vèo một hồi, chung quy lại là muốn các nước giúp hắn đánh tàn nước tấn, rồi ỷ thế hiếp người kiếm lợi. Ba người vu hành giả, đám phù hoa cũng tắc họng không nói được thành lời, chẳng ai ngờ được vòng tới vòng lui lại ra kết quả thế này. Cơ mặt nghiêm lập co giật một cái, chỉ như hữu đạo. Tiểu tử ngươi thật ác độc, đánh đánh giết giết liều sống liều chết để chúng ta làm, ngươi trốn đằng sau kiếm lợi. Như hữu đạo than thở, không thể nói vậy, chẳng phải cuối cùng chúng ta cũng phải giao chiến với nước tấn sao. Chỉ là ai trước ai sau mà thôi, trên thực tế, hắn vẫn luôn cho rằng, vấn đề không thể chân chính giải quyết thì không cần chém giết mãi không thôi không thể tránh được thì thôi có thể tránh khỏi thì tận lực mà tránh đến lúc cần thì làm một chút một chút như vậy mới có hiệu quả ai trước ai sau mà thôi nghiêm lập không nhịn được lường một cái kiếm lợi chính là kiếm lợi còn định che đậy màu mè cái gì chứ đương nhiên bên ông ta cũng là vì lợi ích của tử kim động ai trước ai sau đã không còn quan trọng chỉ cần đạt được mục đích ông ta cũng không cần phải tranh luận ra kết quả còn đối với mấy người phù hoa, lời này nghe mà khoan khoái. họ vui vẻ nghe thấy biện pháp của ngưu hữu đạo như vậy có thể giảm bớt tổn thất của họ. không tranh luận chuyện này tiếp, nghiêm lập phung vẩy tay, bất đắc dĩ nói: người kiếm lợi thì ta cũng không có gì để nói, ta cũng có thể nhường đường. nếu thật sự muốn đánh tàn phế nước tấn, ta có thể nhường, nhưng sợ rằng người khác không chịu buông tha, rất có thể họ sẽ tiếp tục truy sát, chưa chắc đã để ngươi chiếm món tiện nghi kia. lại nói dưới mí mắt họ mà muốn nhường thì có phải quá rõ ràng không, làm sao ta báo cáo được. Việc này dễ thôi, chỗ ta có biện pháp để nghiêm trưởng lão tham khảo một phen. Nghiêu hữu đạo vẫy tay, ra hiệu cho nghiêm lập đưa lỗ tai tới, rồi ghé sát vào tai ông ta thì thầm. Người đứng xem chung quanh đều cau mày, không biết nghiêu hữu đạo nói gì với nghiêm lập. Nói chung, ánh mắt và vẻ mặt nghiêm lập đều có vẻ rất đặc sắc. Sau khi thì thầm xong, nghiêm lập đang đứng nghiêng về phía trước để lắng nghe chậm rãi đứng thẳng trở lại, đánh giá nghiêu hữu đạo một lượt, tỏ vẻ quái đản nói. Làm như vậy có phải quá mức vô sỉ không? 2. Trường 1204, hạng nhất này, ta thực sự không thua nổi. Nghiêu hữu đạo lắc đầu thở dài, nói. Không liên quan đến liêm sỉ, binh bất yếm trá mà thôi. Ha ha, binh bất yếm trá, cũng không cần ngươi làm, vô liêm sỉ hay không đúng là không đáng kể, phải không? Vẻ mặt và ngữ điệu của nghiêm lập đều tràn ngập khinh bỉ. Nghiêu hữu đạo than thở, ta không ép, cũng không ép nổi đã nói rồi ta chỉ cung cấp cho ông tham khảo nếu ông có biện pháp tốt hơn thì có thể tự quyết định nghiêm lập bớt nói nhảm đi người phải nghĩ cho rõ ràng đi đã tất cả những thứ này đều phải xây dựng trên cơ sở là họ phải xảy ra nội chiến nếu họ không phát sinh nội chiến thì sao nghiêu hữu đảo không phát sinh nội chiến thì các ông cứ ẩn núp khỏi cần đi ra khi thời gian mở cửa đến gần đám khí vân tông kia mãi chưa lấy được thứ mà mình muốn chắc chắn sẽ không nhịn được sớm muộn gì cũng phải gây sự với hàn tống nếu quá mức ta lại đẩy một chút nữa họ không thể không trở mặt nói chung sau khi ông trở về phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng chờ tin tức của ta khi tin tức phía ta vừa phát ra ông lập tức dẫn người nhào tới chỉ cần chúng ta phối hợp lẫn nhau thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm lập bản thân ngươi thì sao ngươi có nghĩ không đánh đổi nước tấn những người thủ ở chỗ đó sẽ từ ba nước biến thành năm nước nước hàn bị ngươi giết thiên nữ giáo nước tống bị ngươi tiêu diệt huyết thần điện, nước vệ lại bị ngươi giết sạch linh hư phủ, nước tề thì mất đại khâu môn. Ngay cả bên nước yến chúng ta mà ngươi cũng không buông tha. Trừ phong bình bên linh kiếm sơn đã hận không thể lột ra ngươi rồi. Năm quốc gia giữ lối ra, ngươi đắc tội sạch không chừa một ai. Mặt khác, sau khi mấy nhà chúng ta đụng đầu, chuyện linh chủng còn ở trên người các ngươi sẽ bại lộ, bọn họ há có thể tha cho các ngươi. Cho dù ta có muốn giúp ngươi cũng không thể chặn được nhiều ngươi như vậy. Ngươi đi được sao? không cần ông giúp ta thoát thân, như hữu đạo phất tay chỉ về phía mấy người phù hoa. Bên này còn hơn 700 người, ông nghĩ cách giúp ta đưa họ đi là được. Nghiêm lập nhíu mày nói, một mình ngươi mà ta cũng không thả đi được, mấy trăm người này thì ta càng không có biện pháp rồi. Nghiêu hữu đạo, nhường, nhường, nghiêm lập chố mắt, lại nhường, nghiêu hữu đạo gật đầu, đánh đuổi nước tấn, để các người làm tu hú chiếm tổ chim khách, mục đích chính là để các ông chiếm cứ một vị trí tại lối vào và thả họ đi sau năm nước chiếm cứ lối ra, tử kim động cần phải tranh thủ một phương hướng. Chỉ có như vậy, trở ngại lúc họ lao ra từ chỗ các ông mới nhỏ nhất, mới có cơ hội lao ra. Nghiêm lập suy tư, rõ ràng, trầm ngâm nói. Nếu là như vậy, người thật sự có cơ hội đồng thời lao ra với bọn họ. Không, như hữu đạo lắc đầu, ta sẽ không đi ra ngoài cùng họ. Một mình ta sẽ rời đi trước, chỉ cần lối vào vừa mở ra, vạn thú môn, linh tông và thiên hành tông lập tức bỏ đi. Bọn họ vừa đi, ta sẽ đi ra ngoài theo. Hắn nghiêng đầu nhìn về mấy người phù hoa. Sau khi ta đi, các ngươi sẽ nhờ tử kim động tiếp ứng lao ra. Mọi người kinh ngạc, nghiêm lập càng giật mình. Một mình ngươi đi trước, như hữu đạo mới vừa gật đầu, phù hoa lập tức phản đối. Không được, một khi ngươi lộ diện trước sẽ đánh rắn động cỏ, những người khác sẽ chú ý tới tử kim động. Chúng ta còn muốn thoát thân từ chỗ tử kim động sẽ gặp lực cản rất lớn. Nghiêu hữu đạo, tỷ yên tâm, ta sẽ không rời đi từ chỗ tử kim động mọi người khó hiểu, nghiêm lập cao mày nói, một mình ngươi đi thế nào, như hữu đạo, đây không phải chuyện mà các vị cần lo lắng, ta tự có biện pháp thoát thân, nghiêm lập rất không hiểu, có thể cùng đi, tại sao phải phân trước sau, nghiêu hữu đạo nhìn về phía mọi người bên tứ hải, để họ dễ thoát thân hơn, để bọn họ càng dễ giúp ta mang linh chủng ra ngoài hơn. Bên chỗ lối vào, ta sẽ chế tạo ảo giác, tận lực khiến người ở đó lầm tưởng là linh chủng của chúng ta đều ở trên người vạn thú môn sau khi ba phái rời đi, ta có thể đi theo ra ngoài, càng có thể làm vững loại giả tạo này. Nghiêm lập không nhịn được nói, nói lung tung cái gì vậy, như hữu đạo quay đầu lại nhìn về phía ông ta, ta không thể đi cùng người tứ hải, chỉ có thể để năm quốc gia cho rằng đồ vật nằm trên người ba phái trung lập, chỉ có thể khiến họ tin rằng ta cấu kết với ba phái trung lập, cho rằng đồ vật đã đi ra ngoài, có giành giật với người tứ hải cũng không được gì, mới có thể để người tứ hải đi ra ngoài dễ dàng hơn. Nghiêm lập, có lực cản hay không không phải ở chỗ có thể tăng giảm bớt độ khả thi hay không. Nghiêm trưởng lão, như hữu đạo lớn tiếng hơn một chút, lần này, ta không thua nổi, chỉ cần có thể tăng lên một chút khả năng thành công, ta cũng phải lợi dụng, không thể lơ là. Nghiêm lập còn muốn nói điều gì, như hữu đạo giơ tay cản lại. Không chỉ như vậy, bởi vì không giành được thứ gì trên tay người tứ hải, tử kim động không cần phải liều mạng ngăn cản. Đây cũng là cái cớ mà ta đưa cho các ông, nghiêm lập, đã đến nước này rồi còn cần cái cớ đó sao? Nhất định phải dùng, như hữu đạo lại lớn tiếng phản đối, lại lập tức hạ giọng xuống. Lần này, ta thực sự không thua nổi, ta không chỉ muốn linh trùng trên tay nước tấn, còn muốn linh trùng trên tay tử kim động. Không bài trừ khả năng sẽ có người ngầm kết minh, gom góp đủ số lượng cướp đi hạng nhất. Dưới tình huống ta không thể diệt hết mọi phe, ta nhất định phải nắm được gần một nửa số linh trùng mới có thể giữ chắc thứ hạng đầu tiên. Chỉ có che lấp mọi thứ, các ông mới có thể lặng lẽ giao linh trùng cho ta mà không gây ra hoài nghi. Không gây ra hoài nghi, nghiêm lập hiểu rồi, đã rõ nguyên nhân mà hắn vừa báo biện pháp vô sỉ kia cho mình. Nghiêm trưởng lão, chiến sự bên ngoài chỉ đang bị đóng băng. Chờ bí cảnh thiên đô kết thúc, vẫn phải tiếp tục khai chiến. Để không ảnh hưởng đến chiến sự, quan hệ giữa ta và tử kim động vẫn chưa thể để tiêu giao cung và linh kiếm sơn biết. Bằng không, các hậu quả không thể dự đoán sẽ có thể xuất hiện cho nên tuyệt không thể gây nên sự hoài nghi của bọn họ vì vậy cái cớ này là ông phải dùng hiện trường đột nhiên lặng im mọi người đều chấn động cõi lòng không ngờ nghiêu hữu đạo mưu tính sâu xa như vậy cái tên nhà ngươi nghiêm lập lẩm bẩm biểu hiện khá phức tạp thực sự không biết nên nói nghiêu hữu đạo cái gì mới tốt ít nhất có một điều là ông ta hiểu rõ nếu đã suy nghĩ đến mọi phương diện thì không chỉ phải bận tâm đến tình hình trước mắt còn phải bận tâm đến chiến sự và thế cuộc của Nam Châu sau đó, không thể là lâm thời nảy lòng tham được. Lúc trước không biết tên này đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư suy tính thoát thân lần này, sợ là đã tiêu hao sạch tâm huyết rồi. Hiện giờ ông ta có ảo giác rằng, từ kim động chiêu mộ kẻ này vào cửa, không phải biết đây có phải chuyện tốt hay không. Hai tay chống kiếm đứng thẳng, như hữu đạo nhìn về phương xa, trong đôi mắt thâm trầm lóe lên vẻ uể oải khó phát hiện. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn phá vỡ trầm mặc. Nghiêm trưởng lão, sau khi người tứ hải rời khỏi đây, tử kim động cũng không nên ở lại lâu. Không ai dám đảm bảo rằng bốn nước khác sẽ không có người nổi lòng tham mà xuống tay với các ông, mau chóng rời bí cảnh đi. Nghiêm lập cân nhắc, ừm một cái, biết rồi, ông ta vừa nhìn lên, liếc về phía người tứ hải, nói. Các người muốn xông ra cũng sẽ phải đối mặt với một ít chống cự. Không bằng, các người giao linh trùng trên tay cho tử kim động chúng ta. Để linh trùng cho tử kim động chúng ta mang ra ngoài cũng an toàn hơn. Ông ta chỉ đang suy nghĩ cho Ngưu Hữu Đạo, một khi đám yêu ma quỷ quái này đổi ý, ra khỏi bí cảnh lại không chịu giao cho Ngưu Hữu Đạo, vậy thì tâm huyết của Ngưu Hữu Đạo sẽ thành uổng phí. "Không được." Phù Hoa lập tức từ chối, không chút do dự, nói thẳng. "Chương 1205, một đám chó má một. Số linh trùng này là chỗ dựa thoát thân cuối cùng của chúng ta. Chúng ta giao ra linh trùng rồi sẽ chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, ai biết các ngươi sẽ gây ra chuyện gì. Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, tự nhiên sẽ tuân theo hứa hẹn. Nếu chúng ta không ra được, không bằng ném số linh chủng này bên đường rồi quên luôn. Mấy quốc gia có thể kiếm được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Nàng ta nở nụ cười quỷ dị với nhiều hữu đạo, không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đó là lời thề lúc kết nghĩa, nhiều hữu đạo hiểu ý của nàng ta. Chúng ta không sống nổi, người cũng đừng mong sống. Nghiêm lập sầm mặt lại, nhiều hữu đạo nhấc tay ngăn cản. Không cần phiền phức như vậy, linh trùng cho họ giữ đi. Như mỗ hành tẩu giang hồ, đường đường chính chính, kết giao bạn bè, chỉ cần thành tâm làm bạn thì như mỗ tự nhiên nhân nghĩa trước, chưa bao giờ dườm lời. Phù hoa nhất thời cười tươi như hoa, dựng ngón tay cái lên khen. Nói được lắm, ta thích lời này của lão đệ, tình cảnh hiện nay của họ rất nguy hiểm, không cướp chỗ sửa cuối cùng của nàng ta, nàng ta đương nhiên thích. Nghiêm lập nhíu mày, không nói gì thêm, giơ tay vỗ vỗ vai nhiều hữu đạo, ra hiệu vừa đi vừa tâm sự nghiêu hữu đạo đi sang bên với ông ta cười hỏi có dặn dò gì nghiêm lập hỏi một mình ngươi đi trước chuẩn bị làm sao thoát thân nghiêu hữu đạo xem tình huống mà định hiện tại cũng nói không được người là chết biện pháp là sống rồi sẽ có biện pháp nghiêm lập lại hỏi trong dòng sông bên thung lũng kia ngươi làm sao thoát thân nghiêu hữu đạo không chút kinh ngạc nói may mắn vốn còn muốn nhờ lực bên tử kim động thoát thân ai ngờ xuống đáy nước mới phát hiện một cái hang ngầm chờ ta đi ra khỏi hang, các người đã đi rồi, cứ vậy mà thoát thân thôi. Nghiêm lập à lên một tiếng, trong số người đi lục soát có người phát hiện một người của phiêu miếu các rời khỏi hiện trường. Trừ phong bình nghi ngờ ngươi giả trang, sau khi ông ta rời khỏi đây có lẽ sẽ để tâm ở phương diện này. Ông ta vừa nói, vừa liếc xéo, ánh mắt có ý sâu xa. Nghiêu hữu đạo bình tĩnh nói, tùy ông ta, cây ngay không sợ chết đứng. Vậy thì tốt, nghiêm lập gật đầu, thấy hắn không có dị thường gì, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Nghiêu Hữu đạo báo cho Nghiêm Lập một số chuyện liên quan đến Nhan Bảo Như. Thứ nên nói đều đã nói, đối với Nghiêm Lập, tuy rằng có hơi phiền toái, nhưng không có nguy hiểm gì, sảng khoái đồng ý. Đó cũng là lý do Nghiêu Hữu đạo dám hy vọng vào ông ta. Chỉ khi người ta không phải gánh chịu nguy cơ, nhận được lợi ích lớn hơn, người ta mới có thể chịu đựng nguy hiểm, mới có thể thật lòng giúp đỡ. Nếu không phải thế, miễn Cương ép buộc chưa hẳn đã đáng tin. Nơi này quả thực không hợp ở lâu, rời khỏi phe mình quá lâu dễ khiến người khác hoài nghi. Nghiêm lập cấp tốc rời đi, được biết kế hoạch, có hy vọng rời đi, mấy người phù hoa xem như đã an tâm hơn. Vì an toàn bản thân, họ đều toàn tâm toàn ý phối hợp với nhiều hữu đạo làm việc theo kế hoạch. Cố ý tìm cỡ, muốn ra, trưởng lão tôn trường hạo của vạn thú môn, trưởng lão mai cửu khai của linh tông, trưởng lão vương thiên của thiên hành tông đều kinh ngạc. Đệ tử khí vân tông tới thông báo gật đầu nói chúng tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở, chứ vị tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bất chắc. Đệ tử đó chắp tay, tỏ vẻ hết lời, cáo từ. Người của ba phái nhìn nhau, trong chốc lát, một đệ tử linh tông đến báo, trưởng lão, một nhóm người của nước Hàn đang tụ tập tới đây. Vừa nói xong, ba phái lập tức giật mình, lẽ nào thật sự như khí vân tông nói, đối phương muốn ra tay với bên họ. Mặc kệ thật hay giả, không ai dám thở ơ, ba phái cấp tốc triệu tập người, chuẩn bị ứng phó. Đệ tử phòng thủ bên ngoài căn bản không ngăn cản được đám người nước triệu, song phương đối đầu với nhau. Trưởng lão Linh Tông Mai Cửu khai trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Trưởng lão Thị Như của Bách Xuyên Cốc Nước Hàn trầm giọng nói, chúng ta đang mất tích hai đệ tử, không biết chư vị có nhìn thấy hay không? Trưởng lão Tôn Trường Hạo của Vạn Thú Môn Nghiêm Mặt nói, đệ tử của các ngươi mất tích thì mắc mớ gì đến chúng ta? Thị Như, có người nói hai người đó bị người của các ngươi bắt đi. Chư vị, Chúng ta không muốn đối địch với ba phái các ngươi, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên coi người của chúng ta vô cớ bị đả thương. Chỉ cần ba phái giao người ra đây, việc này chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra." Trưởng lão Thiên Hành Tông lạnh lùng nói, "Muốn đổ tội cớ gì không nói, các ngươi muốn cố ý khiêu khích hả?" Trong lúc đôi bên đang tranh luận, tình huống dị thường truyền tới tai nước Tống. Trưởng lão Trình Mãn Đường của Lăng Tiêu Các và trưởng lão Phú Cư Yên của Liệt Thiên Cung đều hơi kinh ngạc. "Đi đi xem xem chuyện gì xảy ra trình mãn đường vừa mới nói một câu đã có người từ nơi khác tiến vào là thái thúc sơn nhạc dẫn theo mấy người đi tới mấy người trình mãn đường tạm dừng xuất phát thái thúc sơn nhạc đi tới kinh ngạc nói nghe nói nước hàn phát sinh mâu thuẫn với ba nước trung lập chuyện gì vậy trình mãn đường nghi ngờ nói chúng ta cũng đang thấy lạ đi cùng đi xem xem thái thúc sơn nhạc phất tay ra hiệu hai người kết đội với ông ta đi ai ngờ chưa được bao xa đột nhiên có đệ tử nước tống đằng sau gọi với theo. Trưởng lão, có chuyện rồi, trình mãn đường và phú cư yên mới vừa quay lại nhìn, ngay bên cạnh chợt có tiếng gió nổ vang. Thái thúc sơn nhạc vẻ giữ tận tung quyền mang, đột nhiên đấm ra một quyền. Đùng, khẩn cấp phòng bị, phú cư yên vẫn chậm một bước, phun mạnh một ngụm máu, người bị quyền cương đánh bay đi như sao băng. Trình mãn đường vội vã vung tay áo cản lại quyền thứ hai tới ngay sau đó, cấp tốc tránh né, đáp xuống cành cây phía xa quát. Thái Thúc Sơn Nhạc, người làm gì? Đệ tử bên cạnh Thái Thúc Sơn Nhạc đã lao ra giết. Đệ tử Liệt Thiên Cung vừa chống đối, vừa khẩn cấp cứu giúp Phú Cư Yên vừa bị đánh ngã xuống đất, kéo đi tránh. Sau đó, tu sĩ nước tấn toàn diện lao ra, nhằm vào tu sĩ nước tống, triển khai thế vây công toàn diện. Dầu tóc trắng phao của Thái Thúc Sơn Nhạc không gió tự bay, vất tay chỉ về phía trình mãn đường đang đứng trên cành cây, lạnh lùng nói. Nước tấn ta có nhiều linh trùng hơn các ngươi, đã có lòng tốt muốn chia đều phần thưởng với các ngươi, vậy mà các ngươi ngầm ruồng bỏ, ý đồ phá hỏng đại sự của chúng ta. Một đám chó má lòng lang dạ sói, bất nhân bất nghĩa, sao có thể để các ngươi sống. Dứt lời, ông ta lắc mình xông ra, nhào thẳng về phía trình mãn đường. Trình mãn đường vừa sợ vừa giận, mau chóng lệnh cho các đệ tử nước tống phản kích. Tiếng chém giết sung trời của đôi bên mau chóng truyền tới khu vực gần lối ra. Hai phe đang đối lập nãy giờ chợt giật mình, nước tấn và nước tống gây sự rồi lại không biết rằng hai bên này đối lập với nhau chính là quỷ kế của nước Tấn. Thái Thúc Sơn Nhạc không ngốc, một nhà mạnh mẽ tấn công hai nhà sẽ bị tổn thất quá lớn, nên đã lặng lẽ xử đẹp hai đệ tử nước Hàn, vu oan cho ba phái trung lập, nhân dịp đó dụ nước Hàn rời đi, cấp tốc xuống tay với nước Tống. Nói trắng ra chính là muốn tranh thủ trước khi nước Hàn kịp phản ứng, trước tiên đánh tàn phế nước Tống, giảm bớt áp lực. Kết quả tốt nhất là nước Hàn náo loạn với ba phái trung lập để bên này thái thúc sơn nhạc dù bận vẫn có thể ung dung dọn dẹp nước tống sau đó sẽ giúp ba phái dọn dẹp nước hàn nhưng việc này vừa xảy ra nước hàn và ba phái đang đối diện nhau đều nhận ra điều bất ổn ba phái trung lập phản ứng cũng nhanh cấp tốc nói lại việc mà nước tấn lúc trước đã cáo trạng thị như và đao vô phong giận dữ bị nước tấn lừa rồi hai người lập tức dẫn người nước hàn vốn kéo đến đây hưng binh vấn tội chạy vội về cứu viện sức chiến đấu của nước tấn quả thực danh bất hư truyền có thể làm cho các nước e ngại, tất nhiên không phải mặt hàng trang trí. Đối mặt với thế công mạnh mẽ của nước Tấn, tình thế nước Tống tràn ngập nguy cơ. chương 1206, một đám chó má hai Thực lực của nước Tấn vốn được bảo tồn khá hoàn chỉnh, bên nước Tống mất huyết thần điện do nghiêu hữu đạo tiêu diệt, ba bên chỉ còn hai phái. Nhân số nước Tấn chiếm ưu thế, thực lực sẽ chiếm ưu thế, mau chóng đánh cho nước Tống chỉ còn lực chống đỡ. Phú Cư Yên bị đánh lén trọng thương, không cách nào tái chiến, còn phải nhờ các đệ tử cứu hộ. Trình mãn đường cố gắng chiến đấu, nhìn thấy nước hàn về, lập tức hò hét. Thị như huynh, đau hăn, nước tấn lòng muông giả thú, diệt chúng ta, tiếp theo chính là các ngươi. Lúc này không ra tay, còn chờ tới khi nào. Tiến lên, thị như vung tay chỉ huy đệ tử bách xuyên cốc sông lên. Giết, đau vô phong cũng hô lớn, dẫn đệ tử vô thượng cung sung phong tới. Trình mãn đường, thị như, đau vô phong hợp lực vây công thái thúc sơn nhạc. Thái Thúc Sơn nhạc hào khí trùng thiên, dốc sức địch ba không rơi xuống hạ phong, hét lớn. Đừng vội quản ta, ta tự chặn được, để ý giết địch. Đệ tử khí Vân Tông muốn chạy tới giúp đỡ lập tức mặc kệ ông ta, quay đầu triển khai ác chiến với tu sĩ Hàn, Tống. Oanh oanh liệt liệt chém giết, vạn thú môn, linh tông, thiên hành tông chạy tới, đến xem tình huống. Trong trận chiến ác liệt trên không trung vang lên tiếng hét của thị như. Tôn huynh, Mai huynh, Vương huynh, khí Vân Tông lòng muông giả thú, sau này chưa chắc đã buông tha cho các ngươi cầu ba phái giúp chúng ta chút sức lực cùng chu tặc này thái thúc sơn nhạc trên không trung gầm lên hai tên tặc đùa với ta ta chỉ rửa hận không liên quan đến các người đừng vội bị bọn chúng ác ý lôi kéo âm thanh cuồn cuộn vang vọng tôn trường hạo mai cửu khai vương thiên nhìn nhau do dự không quyết được có điều cuối cùng không ra tay duy trì lập trường nhất quán trung lập không giúp bên nào trong đám đông nhan bảo như há hốc mồm nàng ta còn hy vọng những người này sẽ đối phó với ba phái thật sự cắt đứt đường lui của ngưu hữu đạo ai ngờ còn chưa đối phó với ba phái trung lập kia mà ba phe bên này đã tự lục đục trước ngoài khu rừng cổ mấy bóng người lục tục chui ra chính là mấy người quý ngọc đức đụng tới người tiếp ứng do vạn động thiên phủ phái tới cấp tốc rời đi một đống lửa bốc cháy lên nơi khác một đệ tử kim động khẩn cấp tới cạnh nghiêm lập thì thầm sư thúc tín hiệu đến rồi việc này không nên chậm trễ đi nghiêm lập phất tay cho đệ tử tử kim động chạy đi. Yến, vệ, tề nhất thời cảnh giác, cấp tốc đuổi theo. Từ trên trời hạ xuống, trưởng lão diêu tiên định của thủ chính các lớn tiếng nói. Nghiêm huynh, lén lén lút lút rời đi định làm gì vậy? Nghiêm lập vẫn chạy gấp, có chuyện rất tốt xảy ra, không kịp thông báo cho các vị. Mau chóng báo cho người của các vị cùng chạy đi, chậm thì không kịp. Chuyện tốt gì mà chậm là không kịp, đám người đuổi theo sau không nói gì. Kết quả cuối cùng là, Yến, vệ, tề dốc toàn bộ nhân lực chạy theo tử kim động. Bọn họ tin tưởng tử kim động sẽ không bắn tên không đích, đã tự mình đi trước thì cũng phải gánh chịu nguy hiểm trước, có gì đáng sợ. Dẫn người rong rồi, nghiêm lập thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy người của ba quốc gia thật sự chạy theo, thật không biết nói gì. Ban đầu ông ta còn lo lắng không biết làm như vậy có được hay không. Sự thực chứng minh, đạo lý đơn giản mà thô bạo của nghiêu hữu đạo quả nhiên rất hiệu quả. Chỉ cần bày ra hành động thực tế, không giải thích còn hơn vô số giải thích đoàn người xông vào rừng cổ người không biết giờ mới phát hiện nước tấn đang kịch chiến với hàn tống ba quốc gia đang giao chiến đều giật mình nhóm người này sớm không tới muộn không tới lúc này lại xông ra quả thực là đòi mạng thái thúc sơn nhạc đang suy nghĩ có nên dứt khoát dừng tay hay không hàn tống trong thế ép buộc có lẽ sẽ hợp tác lần nữa với ông ta lúc người của yến vệ tề còn đang lơ mơ chưa hiểu gì nghiêm lập đã cao giọng hô lớn hai nước Hàn, Tống nghe đây, sau khi diệt nước Tấn, chỉ cần đồng ý chia đồ của nước Tấn cho chúng ta, chúng ta sẽ trợ giúp các người một tay. Phú Cư Yên được đệ tử liều mạng chém giết bảo vệ không biết có thái độ gì, bị thương quá nặng, không thể nói lớn tiếng. Được, Trình Mãn Đường đang giận dữ là người đầu tiên đáp lại. Một lời đã định, trưởng lão thị như của Bách Xuyên Cốc cũng lớn tiếng đồng ý. Đệ tử tử Kim Động nghe lệnh, giết cho ta, không cần thương lượng với người của Yến, vệ, tề nghiêm lập vung tay hô to một tiếng, dẫn đệ tử tử kim động xông ra. Trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung, trưởng lão Trừ Phong Bình của Linh Kiếm Sơn Nước Yến không biết phải nói gì. Hôm nay xem như mới biết vị trưởng lão nghiêm lập này là người sát quyết đoán, hấp tấp, nói là làm. Có lợi có thể kiếm, năm nhà đánh một rất ổn thỏa, chính là cơ hội cháy nhà hôi của, ai còn có thể nói gì. Nhóm của Tiêu Giao Cung và Trừ Phong Bình đi cùng nghiêm lập đầu tiên không thể không dẫn người lao lên, sau đó đến người của Tề, vệ cũng giết theo mãi đến khi thực sự chém giết, người của Yến, vệ, Tê vẫn còn cảm thấy không chân thực, không hiểu ra sao chạy tới, không hiểu ra sao đánh giết, thân bất do kỳ tự. Từ lúc ba quốc gia bên kia gia nhập, hai nước Hàn, Tống đang khổ sở chống đỡ chợt được thở phào nhẹ nhõm. Tình hình trận chiến cấp tốc đảo ngược, vốn tình thế nghiêng về phe nước tấn đã đổi thành nước tấn không chịu nổi gánh nặng. Một đám chó má, trong lúc ác chiến, Thái Thúc Sơn nhạc bi phấn giết gào. Lúc trước ông ta đã lo lắng, giao chiến với Hàn tống sẽ bị yến, tê, vệ chạy tới bên này tranh cướp, kết quả còn chưa kịp đợi đến lúc tranh cướp, người của yến, vệ, tê đã lấp kín của vùng, chớp mắt nhân chìm đệ tử nước tấn vào tuyệt cảnh. Một tu sĩ nước tấn phải chịu cảnh vây công của vài tu sĩ, lần lượt ngã lăn. Vạn thú môn, linh tông, thiên hành tông quan chiến, tận mắt thấy cảnh tượng như hài kịch xoay vần khốc liệt. Không biết bao nhiêu người thầm thổn thức, lắc đầu, xem như biết được sự tanh máu của trận tranh quyền đoạt lợi này, cũng vui mừng vì bên mình không phải vậy trên cây phiêu miếu các cũng lạnh nhạt quan sát thực sự không thèm đếm xỉa đến cuộc vui thực lực của họ không hẳn đã so được với đám người đang giao chiến trước mắt nhưng làm cho người ta có cảm giác như đang nhìn xuống một bầy kiến hôi cửu thúc một đệ tử khí vân tông lớn tiếng la lên giọng đầy bi thương hiểu thái thúc sơn nhạc hiểu ý của đệ tử đã không giữ được nữa có giận hờn cũng vô dụng dùng huyết tính gắng ngượng chống đỡ chỉ có thể bị diệt đi, thái thúc sơn nhạc gào lên đau xót, rốt cuộc cũng truyền lệnh rút lui. Tay phải ông ta chộp hờ vào hư không, một cây búa vô hình rất lớn xuất hiện, trong lúc vùng vẩy vang lên tiếng sấm rền, bước lui kẻ vây công, sau đó ông ta cấp tốc lắc mình lao ra. Tu sĩ nước tấn không còn lại nhiều, cũng thẳng thốt thoát đi, tất nhiên là trốn về hướng lực cản nhỏ nhất, phương hướng tử kim động. Nước tấn chỉ còn dư lại chừng trăm người, ngay lúc sắp thành công, người vây công há có thể thả cho họ chạy, lập tức có người hô to đuổi, mắt thấy mọi người đuổi theo, nghiêm lập lại không có ý đó, ngược lại còn hô lớn. Ra cùng chớ đuổi, ông ta vẫy tay ra hiệu, đệ tử tử kim động lập tức hiểu ý, theo sự dẫn dắt bắt đầu hò hét theo. Ra cùng chớ đuổi, ra cùng chớ đuổi, tiếng hò reo tầng tầng vang ra xa, đám người vừa đuổi theo chợt trì hoãn tốc độ truy kích, thỉnh thoảng quay đầu lại xem. Thấy người của tử kim động không đuổi theo, người của tiêu giao cung và linh kiếm sơn dừng lại trước tiên. Họ vốn cùng nhóm, tiếp đó, nước vệ và nước tề cũng khó hiểu mà dừng lại không hiểu ra sao đánh một trận chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao không ai biết tử kim động định làm gì nhưng đều biết tử kim động là biết rõ nhất cho nên chắc chắn phải có nguyên nhân vừa chậm mất một nhịp như thế đã không cần đuổi tiếp tàn quân nước tấn đã chấp thời cơ trốn đi xa nói thật thái thúc sơn nhạc loáng thoáng nghe thấy tiếng hô quay lại nhìn cũng không thể hiểu nổi tình hình mắt thấy sắp bị tiêu diệt sạch mắt thấy đồ trên tay bị cướp mất tại sao đám người kia lại buông tha cho họ, có ý định gì đây? Trường 1207, các người phải cảm ơn ta mới đúng. Chẳng hiểu ra sao đã chạy tới, chẳng hiểu ra sao đánh một trận, càng không hiểu vì sao lại thả chạy. Bây giờ đánh xong rồi, rốt cuộc có thời gian thong thả làm rõ chuyện, trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung là người đầu tiên tới chất vấn nghiêm lập. Nghiêm lập, người có ý gì? Nghiêm lập dừng dưng như không? Ý gì là ý gì? Người quản lý của các nước đều vây tới, ý đồ dò hỏi sơn hải chỉ về phía người nước tấn bỏ chạy đừng giả bộ hồ đồ đã sắp tới tay ông không cho đuổi là có ý gì nghiêm lập kinh ngạc nói các người muốn đuổi thì đuổi ta lại không ngăn cản các người ta còn đang cảm thấy lạ đây ta bảo người của tử kim động chúng ta dừng đuổi chứ đâu có bảo các người dừng đuổi các người làm sao cũng dừng đuổi lời vừa nói ra mọi người tập thể cứng họng không trả lời được khoan hãy nói hình như quả thực là như vậy nghiêm lập có vẻ chiêu tức tặc lưỡi nói không nhìn ra mà, nghiêm lập ta lại có uy tín đến mức ra lệnh được cho chư vị. Bớt nói nhảm đi, trưởng lão diêu tiên định của thủ chính các nước vệ quát. Đừng coi chúng ta là kẻ mù, đừng cho là chúng ta không nhìn ra. Vừa nữa người của tử kim động các ngươi căn bản không hề cản trở bọn họ, lại còn có ý thả lòng. Ngươi rõ ràng cố ý để cho họ chạy thoát, nghiêm lập, rốt cuộc ngươi dở cho quỷ gì. Nghiêm lập cười lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, gọi một đệ tử đeo túi vải tới, xoay người đưa lưng ra nghiêm lập vung kiếm, hào quang lóe lên, cắt vào cái túi, chỉ thấy đồ vật trong túi ảo ảo đổ ra thành đống. Tất cả đều cho rằng trong túi là linh trùng, ai ngờ lại toàn bùn đất. Mọi người quay sang nhìn nhau, càng ngày càng khó hiểu được ý của nghiêm lập. Cha kiếm vào bao, nghiêm lập ha ha nói, bây giờ đã chiếm nơi này, sau khi lối ra mở, có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Ta cũng không dối gạt chư vị, lần này từ kim động chúng ta đúng là số con dẹp, khổ cực dần vặt lâu như vậy mà không có thu hoạch được linh trùng phần thưởng hạng nhất này à, chúng ta chẳng có hy vọng gì. Nếu đã không có gì hay, ta cũng không cần phải để đệ tử tử kim động không công đi chịu chết. Ngăn cản, liều mạng ngăn cản, ta có bệnh còn tạm được, mọi người chợt hiểu, trưởng lão tiến phục thành của thiên hỏa giáo trầm giọng nói. Nếu đã không có thì phải càng ngăn họ lại mới thu được nhiều chứ. Nghiêm lập khà khà nói, thu hoạch nhiều mà làm gì, các người có thể để mình ta độc chiếm sao. Mỗi người một phần, kết quả chẳng phải vẫn thế ông ta nói xong mọi người đều đã hiểu lão già chết tiệt này bản thân không có hy vọng gì cũng không muốn người khác có được sơn hải của tiêu giao cung đột nhiên ra tay vung tay xé rách túi vải sau lưng một đệ tử tử kim động khác cũng toàn bùn đất ào ào chảy ra nghiêm lập liếc mắt cảnh cáo nói làm gì vậy đừng tấy máy động tay chân với người của ta bằng không đừng trách ta trở mặt sơn hải và chử phong bình đều trầm mặt họ cùng nhóm với nghiêm lập muốn hợp lực kiếm thành tích Tử kim động thu hoạch quá ít có nghĩa là sẽ kéo thấp thứ hạng của nước Yến, tâm tình của họ có thể tốt mới là lạ. Bọn họ cũng ngày càng hiểu ý nghĩ của nghiêm lập, hợp tác lấy được thành tích, sau đó sẽ phân chia phần thường theo tỷ lệ thu hoạch của từng bên, cống hiến nhiều tất nhiên là đạt được nhiều. Cướp được linh chủng của nước tấn, dù có chia đều ra cũng không thể tăng lên tỷ lệ chia chắc cho tử kim động. Người ta không cần thiết phải liều mạng kiếm lợi cho người khác, cũng không cần giúp cho hai nhà bọn họ thành công. Người của nước Hàn và nước Tống bên kia đều đen mặt, rủa thầm nghiêm lập không chết tử tế được. bọn họ bị nước tấn hại thảm như vậy, tổn thất lớn như vậy, mắt thấy có thể báo thù rửa hận. kết quả nghiêm lập thả nước tấn chạy mất. trưởng lão lưu hưng cao của huyền binh tông trầm giọng nói. nghiêm lập làm sao ông biết nơi này xảy ra nội loạn? nghiêm lập ha ha nói, bên này vừa vặn có cơ sở ngầm do ta xếp đặt vào, là ai thì các người đừng nên hỏi. ta sẽ không nói. trường lão tào binh của đại nhạc sơn cắn răng nói ngươi không muốn cướp linh trùng còn dẫn chúng ta tới đây đánh nhau hy sinh uổng những đệ tử kia có ý nghĩa sao đây là chuyện tốt mà ngươi nói Nhiêm lập lập tức đáp trả tào binh đầu óc ngươi có bệnh không tự ngươi xem xem ngươi đang ở đâu ở đâu cái gì ở đâu mọi người liếc chung quanh một lượt ở đây không phải là rừng cổ sao chợt mọi người dường như nhận ra điều gì tào binh không biết nói gì nghiêm lập chỉ vào mũi ông ta mắng là lối ra hiện lối ra đã bị chúng ta chiếm đóng một khi lối ra mở, chúng ta có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, không cần phải rụt rè xem sắc mặt của người khác trước. Có cơ hội tốt như vậy, ta không nhanh chóng tranh thủ thời cơ tốt, chẳng lẽ để nó vượt khỏi tay. Đây không phải chuyện tốt thì là gì, lại còn trách ta, ta thấy các người phải cảm ơn ta mới đúng. Mọi người hiểu rõ, kẻ này lúc trước vô cùng lo lắng chính là vì việc này, cho nên tới đây quả thực là chuyện tốt, không phải chuyện xấu gì, khiến mọi người không còn quá dày vò trong lòng nghiêm lập quay đầu lại nhìn về phái nước hàn và nước tống thị như huynh trình huynh hai người hẳn là càng phải cảm ơn ta mới đúng ông ta còn vui vẻ nháy mắt với họ người của hai nước hàn tống vốn còn không có phản ứng chỉ cho rằng ông ta đang nói là mình đã ra tay cứu họ đúng lúc chờ đến lúc nhìn thấy cái chớp mắt mờ ám của ông ta họ mới giật mình cũng có thể nói là kinh hãi đến mức chảy mồ hôi lạnh khắp người lão già nghiêm lập này hoàn toàn có thể đợi đến lúc ba nhà bọn họ tiêu hao lẫn nhau đủ rồi mới xuất hiện tiêu diệt sạch ba phe một lượt, cũng dễ dàng cướp linh trùng trên tay họ. Thử hỏi nếu như vậy, không phải là phải cảm ơn người ta sao? Tâm trạng oán hận đối với Nghiêm Lập lúc trước không còn. Nếu người ta đã có ý định làm chuyện xấu, hai nhà bọn họ làm sao còn có thể đứng ở chỗ này? Người của Yến, vệ, Tề hầu như đều đen mặt, cũng hiểu ý Nghiêm Lập. Lão khốn này rõ ràng chính là mình không chiếm được thì cũng không cho người khác chiếm được. Sau đó, dưới tình huống khu vực chung quanh ít có thay đổi, vẫn ôm tâm tư ôm cây đợi thỏ. Người ở khu vực quanh lối vào còn ôm hy vọng đối với số linh trùng trên tay hai phe còn lại là đám yêu ma quỷ quái hải ngoại, tàn quân nước Tấn vừa bỏ chạy. Han, tống là bất an nhát, trải qua trận chiến này, người của hai nước lại tổn hại quá nửa. Một khi yến vệ tề hiệp đồng đối phó với họ, hậu quả có thể tưởng tượng được. Hai nước này ở bên ngoài bí cảnh đánh nhau một mất một còn, lúc này lại kiên quyết ôm nhau một chỗ, phòng bị nguy hiểm. Rất nhiều đệ tử tử kim động cởi túi vải trên người xuống, rũ bỏ bùn đất trong túi, linh trùng còn lại không có bao nhiêu. Sau khi quan sát phản ứng chung quanh, nghiêm lập thì thầm với một đệ tử thân tín bên cạnh. Giấu kỹ đồ cho ta, không được để lộ sơ hở nào. Đệ tử nhỏ giọng đáp, đều đã phân tán ra dấu trên người, không dễ bị phát hiện. Nghiêm lập gật gật đầu, cũng rất cảm khái thở dài, cuối cùng cũng coi như làm xong rồi. Che giấu linh trùng trong tay cũng vì đã hết cách. Một loạt hành vi, cử chỉ vừa rồi chính là từ biện pháp vô sỉ của Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ xong chuyện, ông ta đã phục Ngưu Hữu Đạo rồi. Ông ta mới lần đầu tiên làm chuyện vĩ đại là lừa bịp này, mà lại còn chơi đùa có thứ có tự, một khâu tiếc một khâu, đùa giỡn toàn bộ người trong lòng bàn tay. Đương nhiên, che lấp số lượng linh trùng trên tay là để chứng minh trên tay mình không có bao nhiêu linh trùng, cũng là để người ngoài không nghi ngờ gì, chuyện sau đó giao lại cho Ngưu Hữu Đạo. Chính lúc này, Sơn Hải và Trử Phong Bình dắt tay nhau đến. Vừa thấy mặt, Trử Phong Bình xông tới hỏi, nghiêm lập, sao ta cảm thấy ngươi còn giấu chuyện gì? Trường 1208, nói cướp khó nghe một. Nghiêm lập cười nói, vì sao lại nói vậy? Trử Phong Bình, cho dù linh trùng trên tay ngươi không nhiều, diệt tấn, hàn, tống rồi, cướp được trên tay họ, ba hạng đầu chắc chắn sẽ có phần của chúng ta. Ngươi dù sao cũng có thể được phân một phần, làm dối như vậy thực không hợp lý chút nào. Nghiêm lập khinh thường nói, ba hạng đầu gì, có thể lấy được hạng nhất, làm sao ta phải quan tâm ba hạng đầu làm gì? Hai người ngạc nhiên, Sơn Hải hỏi, người có ý gì, trên tay ta không có linh trùng. Nghiêm lập vừa nói vừa duỗi nắm tay, năm ngón bóp chặt lại. Nếu ta có biện pháp lấy được từ tay nước tấn, hai vị có nguyện chia đều phần thưởng hạng nhất với tử kim động ta. Hai người kia lại nhìn nhau, có vẻ nghi ngờ. Chử phong bình, đừng nói chuyện mờ ảo kia, nói chuyện thực tế đi nghiêm lập cười quỷ dị nói ta đã nói rồi ta đã xếp nhãn tuyến vào bên này hai người cùng nhìn chung quanh có vẻ chưa hiểu gì đừng nhìn loạn khắp nơi cơ sở ngầm đã không ở đây nữa đi cùng người nước tấn rồi nghiêm lập chợt ném ra một câu hai người kia sững sờ rồi chợt hiểu rõ bỗng ngưng phấn hẳn lên mắt trừ phong bình tỏa sáng vội vàng nói lão già ý của người là người có thể tìm được tung tích của đám tàn quân nước tấn nghiêm lập khẽ vuốt cằm mượn tay họ đánh cho nước tấn tàn phế tự chúng ta dễ dàng xử lý chúng ta có thể độc chiếm làm sao phải chia đều cho bọn họ trừ phong bình và sơn hải đều nhìn nghiêm lập với vẻ kinh ngạc hiểu rồi cuối cùng cũng hiểu chẳng trách lại phấn đấu quên mình dẫn người sông lên giúp hai nhà hàn tống hóa ra là mượn tay người ta đánh nước tấn cho tàn phế chẳng trách lão già này lại vòng vòng vo vo đánh được một nửa liền cố ý thả nước tấn chạy mất hóa ra đằng sau còn ẩn giấu lòng ác ông muốn ăn một mình nước tấn đã bị đánh cho què chân, lặng lẽ theo sau là có thể dễ dàng giải quyết. Có điều hai người không thể không thừa nhận, lòng ác ôn này giấu tốt thật. Bởi vì thứ hạng của nước Yến chắc chắn sẽ do ba nhà cùng hưởng, ăn một mình cũng là do ba nhà họ cùng ăn. Hai người nghĩ lại đều cảm thấy hưng phấn, nghiêm lập ghé sát vào hai người, lén lút nói. Hai vị, nếu lấy được hạng nhất, có nguyện chia đều phần thưởng với tử kim động ta không? Hai người nhìn nhau, việc này còn cần phải hỏi. Trên tay người ta không có linh trùng, lúc về sẽ chỉ được được chia thưởng rất ít nhưng bây giờ trên tay người ta lại nắm giữ manh mối quan trọng để thu hoạch linh chủng của nước tấn đang dùng điều này để chèn ép họ phải chia đều quan trọng là không đồng ý cũng không được không đồng ý người ta sẽ không phối hợp tìm tàn quân nước tấn bên họ cũng không có cơ hội nắm được hạng nhất sau khi ánh mắt chạm nhau trừ phong bình nói nghiêm lão quỷ chỉ cần ngươi thật sự tìm được tàn quân nước tấn coi như tử kim động ngươi có công chia đều thì chia đều nghiêm lập lại hỏi sơn hải thái độ của tiêu giao cung thế nào? Sơn Hải, mọi người đồng tâm hiệp lực chiếm hạng nhất, sau này bất kể nhà nào có ít nhà nào có nhiều cũng sẽ chia đều phần thưởng. Được, quyết định như thế đi, nghiêm lập vỗ tay cười, trừ phong bình cười gần, nghiêm lập, ngày xưa không nhận ra, thì ra ngươi gian trá như vậy. Sơn Hải đầu tán thành, ai dám nói không phải, vòng một vòng như vậy xong, nắm mũi dắt mọi người phải ngoan ngoãn chạy theo. Hai người lần đầu tiên nhận ra bản lãnh này của nghiêm lập, Đột nhiên lôi đâu ra một cái bẫy liên hoàn, chơi đến độ nước chảy mây trôi, kín kẽ không một khe hở, lừa hết mọi người vào trong. Quả thực không giống Nghiêm Lập mà họ từng quen biết, hai người đều đang suy nghĩ, hôm nay xem như biết rồi, sau này phải đề phòng lão quỷ này, đừng để lão bán mất lúc nào còn không biết. Nghiêm Lập vội xua tay khiêm tốn nói, như vậy không coi là gian trá, binh bất yếm trá, binh bất yếm trá. Ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi, trên tay có ít linh trùng, quay về rồi không dễ báo cáo chỉ đành vắt óc tìm mưu kế khác bù đắp thôi, có phải không? Trong lòng ông ta lại nói thầm, không phải là ta gian trá, kẻ gian trá là kẻ khác. Chúng ta cũng chỉ là một khâu trong đó mà thôi, chỉ mình ông ta biết rõ nhất, dư nhiệt nước tấn không tới phiên bên này ra tay. Bên này còn đang thương nghị làm sao diệt tàn quân nước tấn mà không làm cho hai nhà vệ, tể biết, đột nhiên có người đến báo. Trưởng lão, người hai nước Hàn, tống chạy rồi, chạy, chuyện gì vậy? ba trưởng lão lập tức phái người đi thăm dò tình huống hai nhà vệ tề cũng đã biết tin kết quả phát hiện hai nhà hàn tống đã chạy mất dạng từ lúc nào không chạy không được hàn tống đã nhận ra nguy hiểm hai nước này bị nước tấn tiêu hao quá nửa thực lực người lợi hại nhất bên nước tống là phú cư yên đã bị thương nặng một khi ba nước yến vệ tề tiếp tục hợp lực ra tay dù cho hàn tống dùng sạch thiên kiếm phủ trong tay cũng không ngăn cản được nguy hiểm thường thường đến từ chính sự việc như vậy Người càng mạnh mẽ, người ngoài càng không dám nổi lòng xấu. Nếu người quá yếu nhược, người ngoài dù không có ý xấu cũng sẽ dễ dàng bị gợi ra ý đổ xấu trong tâm. Dễ dàng chiếm lợi, có ai mà không muốn. Suy nghĩ mãi, hai nước cuối cùng vẫn quyết định lặng lẽ bỏ chạy lấy người, chỉ chờ thời khắc sống còn mới phá vòng vây sông ra ngoài. Tấn, Hàn, Tống nội chiến một phen, không ai chiếm được lợi chưa nói, lại còn làm mất nơi chấn giữ trước lối vào bí cảnh. Cửu thúc, thúc xem, đằng sau có khói bốc lên rồi nhóm người nước tấn đang chạy trốn chợt có tiếng hô thái thúc sơn nhạc quay đầu nhìn lại không sai xa xa có cột khói lở mở đang bay lên nếu không vì lo lắng truy binh nên thỉnh thoảng quay đầu lại kiểm tra sợ là sẽ lơ là bỏ qua mất thái thúc sơn nhạc đang nghĩ đến việc này lập tức vung tay lên cả nhóm đang chạy trốn chợt khẩn cấp dừng lại chỉ thấy trên tán cây trước mặt có một người đang gác kiếm trên vai ai cũng biết người này chính là nghiêu hữu đạo đã gây sự ở thiên cốc chỉ một nghiêu hữu đạo dám chặn bọn họ thái thúc sơn nhạc cảm thấy bất ổn ông ta cấp tốc liếc mắt nhìn bốn chung quanh nghiêu hữu đạo cười híp mắt nói nhìn thấy khói lửa báo tin ta lại tưởng ai hóa ra là hảo hán nước tấn nói thật dễ nghe cột khói kia chính là để thông báo hướng chạy của nước tấn cho bên hắn để tiện khóa chặt vị trí còn chặn người thái thúc sơn nhạc phất tay hét một tiếng hôm nay tâm trạng của lão tử đang tốt không muốn làm khó ngươi cút sang một bên mặc dù nói là sẽ tha cho nghiêu hữu đạo thực ra trong lòng ông ta không chắc chắn. Nghiêu hữu đạo, không bao lâu nữa sẽ đến lúc lối ra vào bí cảnh mở, chư vị cứ gì còn chạy sâu vào bí cảnh. Ta thấy chư vị đi cả chặng đường chắc cũng cực khổ rồi, không bằng ở lại nghỉ ngơi một chút. Thái Thúc Sơn nhạc cảnh giác bốn phía, vẫn nộ quát. Nhãi con, người sống lâu phát chán rồi hả? Nghiêu hữu đạo liếc mắt một cái, nhận được tín hiệu từ gần đó truyền tới, biết người mình đã vây quanh chỗ này, ngữ khí lập tức thay đổi, không thèm dài dòng nữa. Thái Thúc Sơn nhạc, đừng ngoan cố nữa, ngoan ngoãn giao linh chủng ra đây, ta tha cho người khỏi chết. Thái Thúc Sơn nhạc gần giọng cười, muốn cướp nước tấn ta, Ngưu hữu đạo, nói cướp khó nghe, là bảo ngươi giao ra đây. Thái Thúc Sơn nhạc, lòng kiên nhẫn của ta có hạn, đừng kéo dài thời gian. Mọi người bất việc một chút, bằng không, ta đã đến đây cướp thì cũng không ngại cướp nhiều hơn một nhà ngươi đâu. Muốn chết, Thái Thúc Sơn nhạc quát dầm lên, lắc mình nhào tới. Bảo ông ta giao linh trùng, nói đùa, nước tấn từ lúc nào phải luồn cúi như cháu của người ta, đừng hòng ông ta vứt sĩ diện đi. Nghiêu hữu đạo không dễ dàng mạo hiểm, hắn cũng không thích chuyện chém giết quá nhiều, nên cấp tốc bay về hướng sau lưng. Kiếm gác trên vai vòng một cái chỉ về phía trước, chỉ nói một chữ. Lên, dưới tán cây, bốn người đồng loạt lao ra. Phù hoa, lãng kinh không, hồng cái thiên, đoạn vô thường cùng lúc sông lên, hợp lực vây công, ngăn cản thái thúc sơn nhạc. Năm người trước mắt đã đánh binh binh bàng bàng, gió bão quét ra xung quanh. chương 1209, nói cướp khó nghe hai Yêu ma quỷ quái tứ hải đã vây kín quanh đây cũng lập tức nhao nhao xông ra giết, bao gồm 50 đệ tử vạn động thiên phủ và cả trưởng môn tư đồ diệu cũng giết tới. Nhiều hiểu đạo bỏ ra tinh lực lớn lao, lần này nhất định phải lấy tới tay, không được sai sót. Hắn hầu như đã dốc toàn bộ lực lượng bên cạnh, cần phải vô giết tàn quân nước tấn ngay ở đây. Bốn phía vây công, tu sĩ nước tấn bi vẫn liều mạng phản kháng. Mẹ con Vân Cơ, phu chiếu hành bay tới bảo vệ hai bên Nhiêu Hữu Đạo. Vào lúc này, Nhiêu Hữu Đạo không thể xảy ra chuyện gì. Hắn chính là mấu chốt quyết định để Tử Kim Động nhường ra lối thoát thân cho mọi người. Không còn Nhiêu Hữu Đạo, Tử Kim Động không chừng sẽ quay sang cướp linh chủng trên tay họ, vậy thì không phải là nhường đường nữa, mà là muốn máu của họ. Chém giết đi thẳng vào giai đoạn gai cấn tột độ, chớp mắt đã thành một mất một còn. Đám người nước tấn đã đại chiến một phen tại bìa rừng cổ, lại bôn ba bỏ chạy suốt chặng đường, pháp lực vốn đã tiêu hao không nhỏ, bây giờ lại gặp phải lũ cướp này, có thể tưởng tượng được tình hình trận chiến thảm liệt đến mức nào. Nước tấn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, chết đi, giữa không chung, thái thúc sơn nhạc gầm lên, trong tay bỗng dưng ngưng tụ cây búa to lớn. Cạch, ông ta đập tới hồng cái thiên khiến gã không ứng phó kịp, phun máu bay vụt ra sau. Ha, phù hoa hét lớn, yêu khí ngùn ngụt quanh thân. Từ thân thể nàng ta nháy mắt có hàng hà sa số cành cây vươn ra, quấn về phía cây búa uy lực vô cùng trên tay Thái Thúc Sơn Nhạc, đồng thời quấn lên người ông ta. Búa lớn trong tay Thái Thúc Sơn Nhạc khó vung lên được, bỗng vụt một cái biến mất. Một tay ông ta kéo mạnh dây leo đang quấn lên người, thân thể lượn một vòng dựa sát vào đám cành cây, dây leo, không hề sợ bị cành cây quật hoặc đâm tới, chớp mắt một cái đã rút ngắn khoảng cách giữa mình và phù hoa. Trên cành dây leo có gai độc sắc bén, nhưng phù hoa vừa thi pháp kéo căng lên đã trượt cả kinh gai độc sắc bén như vậy mà khó đâm thủng nổi da của Thái Thúc Sơn Nhạc. Thái Thúc Sơn Nhạc đã không thấy đâu, chui thẳng vào trong quần dây leo dày đặc, bị dây leo bọc lại thành quả cầu to lớn. Đoạn vô thường cấp tốc đập tới, bản thể quỷ tu biến hóa thành quỷ vụ ác liệt, dâng lên muốn bao lấy quả cầu dây leo, phủ chết Thái Thúc Sơn Nhạc trong đó. Phù Hoa giang tay liều mạng khống chế quả cầu dây leo, phối hợp đoạn vô thường tiến công. Ầm, cầu dây leo vỡ tung, một luồng lửa vàng kim phun ra, nhưng không phải lửa chân chính, là là ngọn lửa vàng chỉ có thể nhìn thấy bằng pháp nhãn trong lửa vàng có một quả đấm phá tan cầu dây leo uyên quyền ảnh phủ lửa vàng đập chúng giữa ngực phù hoa giống như trùy sắt rèn thép nện vào đập cho hoa lửa bắn tứ tung a à, phù hoa kêu lên thảm thiết liên hệ giữa cơ thể và cầu dây leo bị kéo đứt vị trí chúng quyền ở giữa ngực giống như than cốc bắt lửa có hoa lửa bắn ra không ngừng có cành cây dây leo bốc cháy rừng rực bay tán loạn quanh phù hoa phù hoa giống như vứt bỏ thứ gì như thằn lần tự cắt đuôi cầu sinh, không ngừng tự chặt đuôi mình. Mất một lúc lâu, không biết có bao nhiêu cành cây cháy đen từ ngực, từ miệng nàng ta phun ra mới hóa giải được uy lực thuộc tính từ một quyền của Thái Thúc Sơn Nhạc. Đồng thời lúc đó, Thái Thúc Sơn Nhạc đấm xuyên cầu dây leo cũng tung quyền phủ lửa vàng đánh vào quỷ vụ. Quỷ vụ toàn diện rung động, bên trong có tiếng rên đau đớn. Đoạn vô thường hiện hình trong quỷ vụ, che ngực bay ra ngoài. Liệt diễm kim thân quyết của khí vân tông. Phu chiếu hành bảo vệ bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo ngửa mặt lên trời quan chiến, lẩm bẩm. Vân Cơ bên cạnh cũng nói, vừa vặn có thể khắc chế đoạn vô thường và phù hoa. Nghiêu Hữu Đạo nhìn mấy người giao chiến tới tới lui lui trong không trung, miệng chậc chậc. Mấy người này ác chiến trên không căn bản không hề đáp xuống đất, điều này khiến hắn liên tưởng tới trận chiến chính mắt hắn nhìn thấy của Triệu Hùng ca tại Sơn Trang Mao Lư. Đây chính là sự chênh lệch giữa tu sĩ cao thủ chân chính là tu sĩ bình thường họ đã có năng lực chống cự lại sức hấp dẫn của mặt đất. Thoáng qua một đoạn, đã có hai người bị Thái Thúc Sơn nhạc đả thương. Lãng kinh không như từ chín tầng trời hạ xuống, giống như kéo theo cả một mảng trời, không biết từ đâu kéo tới một đám mây trắng nhiễu nhiễu nhào tới. Tư thế y nhấc mây trắng như rời non lấp bể đánh về phía Thái Thúc Sơn nhạc. Lúc ép tới gần, trong mây trắng đột nhiên bắn ra vô số mũi tên nước. Thái Thúc Sơn nhạc bỗng dưng lấy ra một chiếc búa lớn, xoay vòng như phong hỏa luân, nhấc lên tiếng sấm nổ đi đùng cây búa uy lực vô cùng kia đập tan vô số mũi tên nước mây trắng uy thế rời non lấp bể cũng bị gió bão đánh tan tác bùng lãng kinh không phun máu bị cây búa lớn kia đập bay ra khỏi đám mây bốn cao thủ trên không trung hợp lực mà không làm gì được thái thúc sơn nhạc như hữu đạo cau mày chợt bên cạnh hắn có gió nổi lên vừa quay đầu lại đã thấy sau lưng vu chiếu hành tỏa ra hàn quang y đã rút kiếm bay vụt lên trời lại lên cơn rồi như hữu đạo nói thầm nhiều người hợp lực vây đánh mà không đẩy ngã nổi một mình Thái Thúc Sơn Nhạc, lại còn bị Thái Thúc Sơn Nhạc đánh liềm xiềng. Vu Chiếu Hành không báo với bất kỳ ai đã lao ra, hiển nhiên là không nhìn nổi nữa, sốt ruột ra tay. Một kiếm tỏa hàn quang sáng lạn, kiếm cương như cầu vồng vạch tới, xé gió chém xuống Thái Thúc Sơn Nhạc. Thái Thúc Sơn Nhạc quay phát đầu lại, chẳng quản 3721, vung búa đập luôn. Ầm, không trung vang vọng tiếng gầm, kiếm cương và búa đồng thời bùng nổ, hai người chấn động, cùng lúc lui về sau, khí cương tán loạn khuấy động cả mây trời, tuy kiếm cương bị phá, vu chiếu hành uốn người trên không, lại kéo kiếm lao tới. Muốn chết, thái thúc sơn nhạc gào lên một tiếng như sấm nổ, trong mắt lóe lên ngọn lửa màu vàng, hai tay vung lên, đột nhiên ở giữa xuất hiện hai cây búa ở mỗi tay. Hai búa, vu chiếu hành giật nảy cả mình, đã chậm, hai cây búa lớn vung lên, cùng đánh xuống. Vu chiếu hành cấp tốc dơ ngang kiếm chặn trước ngực, cương khí bùng lên từ kiếm, chống đỡ hai búa giáp công. ầm um, tuy chặn được một đòn chí mạng, kiếm cương cũng tan vỡ. Hai tay vô chiếu hành chấn động rung lên bẩn bật, sạc ra một ngụm máu, thân thể bị cương khí cuồng bạo cuốn bay. Vân cơ phía dưới đang quan chiến, vừa thấy như thế liền dẫm cây định nhảy ra can thiệp. Như hữu đạo bên cạnh bình tĩnh nói, không đến mức quá cấp thiết, cô nên cố gắng giữ kín thực lực thì hơn. Nhiều người, nhiều mắt, vân cơ hơi trầm mặc, hiểu ý của hắn. Phiêu miếu các đã chú ý tới nàng ta, phải tận lực ẩn náu. Vân Hoan quay lại nhìn mẹ, được nhắc nhở, Vân Cơ tạm thời nhẫn nại không dây tay, ngẩng đầu tiếp tục quan chiến. Bóng người thác loạn giữa trời, a a a, trên trời gầm lên giận dữ, hồng cái thiên từ trên trời nhào xuống dưới. Thái Thúc Sơn nhạc sách hai búa ngẩng lên nhìn, thấy trên người hồng cái thiên bốc lên yêu khí, thân thể kịch liệt biến hóa. Tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh, đầu hồng cái thiên vốn giống đầu sư tử cũng đang kịch liệt biến hóa. Toàn thân y căng phồng lên, thoáng cái hóa thành một con vượn khổng lồ cao tới hơn ba trượng. Khuôn mặt con vượn dữ tợn, lông đỏ rực, nhất là lông trên đầu dài bay phần phật. Vượn lông đỏ như sao băng bốc cháy rơi xuống, thái thúc sơn nhạc thi pháp, phát huy ra man lực kinh người, hoàn toàn dốc hết toàn lực. Không cái thiên nổi giận hóa về hình yêu thú nguyên bản, muốn phát huy man lực đối cứng với thái thúc sơn nhạc. Thái thúc sơn nhạc không sợ, vận sức toàn thân vung hai cây búa lớn, tăng nhanh tốc độ công kích và uy lực, vung tròn búa lao lên trời vượn lông đỏ vươn đôi quyền của nó đập xuống ầm đôi búa lớn tan vỡ thái thúc sơn nhạc tràn máu mũi miệng thân thể rơi mạnh xuống thế rơi của vượn lông đỏ bị chặn đứng song quyền đập xuống cũng bị hất văng cơ thể to lớn rơi nghiêng sang bên chương 1210, tấn diệt một luồng hàn quang lóe ngang không gian thái thúc sơn nhạc đang rơi muốn xoay người vung tay đánh trả nhưng đã chậm phu chiếu hành lướt ngang trời kiếm theo thế chém xoay ra sau lưng mặt vô cảm mũi kiếm phía sau nhiễm đỏ giọt máu, theo gió bay đi. Thái Thúc Sơn nhạc nắm chặt song quyền, mắt trợn trừng, miệng há ra, ú ớ muốn nói mà không thành lời. Biến hóa xuất hiện sau lưng ông ta, lưng ông ta nứt ra, vé máu, cả thân thể ông ta bị cắt làm hai đoạn từ ngang eo. Phu chiếu hành tụ toàn lực vào một chiêu, phá thân thể mình đồng ra sắt của Thái Thúc Sơn nhạc, thừa cơ hồng cái thiên quấy giày Thái Thúc Sơn nhạc, một kiếm chu diệt. Thân hình dao động trên không trung, phu chiếu hành điều chỉnh phương hướng lướt đi, Hạ xuống ngọn cây chỗ nghiêu hữu đạo Lúc tới gần, hai tay đột nhiên vung mạnh Thân thể cất cao lên, chân hạ xuống Vạt áo phấp phới, chậm rãi đáp xuống cạnh nghiêu hữu đạo Vu chiếu hành xoay tay ném kiếm lên trời Kiếm rơi xuống, cạch, rơi đúng xuống vỏ kiếm sau lưng y Nghiêu hữu đạo nghiêng đầu nhìn về phía y Thấy miệng y có vết máu, chậm rãi hỏi Bị thương, vu chiếu hành lắc đầu Thương nhẹ, không sao cả Lần đầu giao chiến với loại cao thủ này của khí vân Tông Hà Nghiêu Hữu Đạo lại hỏi, vì đối phương bị Thái Thúc Sơn Nhạc đột nhiên vung lên đôi búa nện cho trở tay không kịp. Vu Chiếu Hành hơi gật đầu, y chỉ là một tán tu, đầu dỗi hơi đến độ đi trêu chọc con quái vật khổng lồ như Khí Vân Tông, đặc biệt là trêu chọc cao thủ cấp bậc trưởng lão Khí Vân Tông. Y giơ tay lên lau vết máu trên miệng, nhìn màu đỏ thấm trên ngón tay. Theo tình hình xếp hạng trong Khí Vân Tông, ông ta hẳn còn chưa được tính là cao thủ cao cấp nhất. Hôm nay mới biết được vì sao Khí Vân Tông có thể uy trấn giới tu hành, thực lực quả thực bất phàm. Trong lòng y càng có phần tiếc nuối, khó trách, hạng sáu đàn bảng như y cũng không được những đại phái kia để mắt đến. như hữu đạo biểu thị tán thành, gật gật đầu, hôm nay hắn cũng được mở rộng tầm mắt, tứ hải phái tới bốn vị cao thủ cấp quản lý hợp tác với nhau mà không chiến nổi thái thúc sơn nhạc. Thực lực của khí vân tông quả thực có thể tưởng tượng. Chẳng tách nước tấn thô bạo như vậy, chẳng trách các phái khác không dám dễ trêu chọc. Người tự tay giết thái thúc sơn nhạc, rất nhiều ở đây đã nhìn thấy rồi nghiêu hữu đạo bình thản nhắc nhở vu chiếu hành yên lặng gật đầu hiểu ý của hắn vì hành động quá khích vừa rồi nước tấn sẽ không dễ dàng buông tha cho y y đáp người tự tay giết trưởng lão quản sự của ba phái nước triệu nghiêu hữu đạo lắc đầu không giống ta vừa ra khỏi toàn bộ nước triệu sẽ căng như dây đàn lại còn phải cầu đến ta ta giết mấy người của họ cũng không tính là gì vu chiếu hành hiểu người ta ám chỉ thế lực sau lưng người ta không thể lộ ra ánh sáng không cách nào đứng ra làm chỗ dựa công khai cho y. Như mẫu thích kết bạn sẽ không bạc đái bạn bè. Nếu ngươi có hứng thú có thể tới sơn trang mau lư. Sơn trang mau lư của ta có thức ăn và rượu rất ngon, chính là để khoản đãi bạn bè. Ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Như hữu đạo nhắc nhở, vu chiếu hành trầm mặc, mẹ con vân cơ nhìn nhau, xem ra như hữu đạo lại muốn kéo một cao thủ đến sơn trang mau lư làm hộ vệ trong nhà. Nhưng cũng phải nói lại, như hữu đạo vốn đã quá nhiều giận càng không sợ ngứa vốn đã đối nghịch với nước tấn. ầm um, một cái bóng đen khổng lồ rơi xuống đất, gây ra cuồng phong thổi ảo tới. Mấy người quay sang nhìn, thấy con vượn lông đỏ to lớn rơi xuống rừng cây. Hai bàn tay dài rộng của nó vạch cành cây, ló đầu ra. Hai con mắt to đùng của nó nhìn chằm chằm sang bên kia. Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh này chắc sẽ bị dọa chết khiếp. Như hữu đạo chú ý tới hai bàn tay to kia, lòng bàn tay và hổ khẩu đã rách toác, hiển nhiên bị trận chiến vừa rồi gây ra. Không đại ca, cực khổ rồi, như hữu đạo cười nói, dầm, bóng đen to lớn lại gây ra gió ảo ạt, kéo theo cành lá tung bay nhảy lên, lại đáp xuống dưới. Như hữu đạo chưa được thấy nhiều cảnh yêu tu biến thân, bị y dọa giật mình, còn tưởng hồng cái thiên muốn đặt mông ngồi xuống chỗ hắn, tay chật siết chặt chuôi kiếm. Lo xa rồi, chỉ thấy yêu khí rình rình co rút lại theo thân hình đang hóa nhỏ kia. Đến tận khi yêu khí thu lại rồi biến mất, hồng cái thiên đã trở về hình người, đáp nhẹ nhàng trên tán cây, chập trùng đứng trước mặt mấy người. Hai tay y đầy máu me, rõ ràng vẫn còn run rẩy, khó khống chế. Nưu Hữu Đạo, vết thương thế nào? Phi, không cái thiên nhổ tẹt một cái mắng. Lão này khỏe quá, Nưu Hữu Đạo ha ha nói. Khí Vân Tông làm gì? Rèn thép mà, khí lực lớn một chút cũng bình thường. Huynh quá bất cẩn, nói người ta không cẩn thận, Vân Cơ bên cạnh lườm hắn, vẻ là lạ mà vị này lại không tùy tiện ra tay, khí lực có lớn hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Gen thép, không cái thiên há miệng, lộ ra hàm răng trắng ngà, cười ha ha vui vẻ, đồng thời quay lại nhìn chiến trường. Mọi người cũng nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy phù hoa, lãng kinh không và đoạn vô thường đều gia nhập chiến đấu, hỗ trợ giải quyết. Nhiều đánh ít, thế lực cách biệt quá xa, kết quả có thể dự đoán. Bị vây công, tu sĩ nước tấn không ai trốn thoát, toàn quân bị diệt. Trận chiến dừng lại, Ngưu Hữu Đạo thâm trầm nhìn về phương xa. Việc quét dọn chiến trường tự có người đi làm, mấy người phù hoa trở về, sắc mặt Tư Đồ Diệu không tốt lắm. Ngưu Hữu Đạo hỏi, Tư Đồ trưởng môn không sao chứ? Hy sinh chín người, Tư Đồ Diệu thở dài, há miệng ra muốn nói rồi lại thôi. 50 người đi vào còn khỏe mạnh, không ngờ sắp kết thúc còn gặp phải tổn thất như vậy. Cuối cùng, kết quả thống kê thiệt hại sau chiến đấu đã có, bị thương không tính, tổng cộng tổn thất gần trăm người, Tàn quân nước Tấn chạy thoát cũng không còn hơn trăm người, sau khi bị thương, Phù Hoa mặt hơi xanh, giận dữ nói: "Nhóm người này đã đánh một trận, đường dài bôn ba chạy trốn, mệt mỏi đánh trả mà còn khiến chúng ta tổn thất ngần ấy nhân thủ, sức chiến đấu của nước Tấn này quả thực quá cường hãn. Việc đã đến nước này, đây không phải là chuyện mà Ngưu Hữu đạo quan tâm nhất." Hắn tính toán người trên tay một chút, còn khoảng 600. Chờ lát sau, linh trùng trên tay nước Tấn đều thu thập xong, số lượng không vượt quá nhiều dự tính. Nhiêu hữu đạo thở ra một hơi, bắt đầu phân tích tình huống sở hữu linh chủng của các thế lực trước mắt cho mọi người. Bài trừ 3 phái trung lập, 7 quốc gia, mỗi quốc gia có 3 môn phái, tổng cộng có thể chia linh chủng làm 21 phần. Nước triệu diệt tấn, hàn, tống chia nhau. Nước triệu không còn, nước tấn bây giờ cũng không còn. Nước yến có 3 phần, nước vệ có hai phần, nước tề cũng hai phần. Trên tay nước hàn chiếm 3 phần, nước tống 3 phần. Tứ hải vốn có thể chia 6 phần nhưng từ đầu tới cuối lại không cố gắng thu hoạch linh cùng, tổng kết lại cũng chỉ có thể tính làm hai phần. Chẳng qua là, lúc trước bên này đã cướp được bốn phần, bây giờ lại chiếm bốn phần trên tay nước tấn. Tính toán đại khái một phen, như hữu đạo mỉm cười nói. Nói cách khác, trên tay chúng ta đang có mười phần, gần như lấy được nửa số linh trùng. Còn lại năm quốc gia, ít nhất phải có bốn quốc gia hợp tác mới có thể vượt qua chúng ta. Bốn nhà hợp tác tranh thứ hạng không có khả năng xuất hiện lắm chuyến hành trình bí cảnh thiên đô lần này, căn bản chúng ta đã chắc chắn chiếm được phần thắng hạng nhất. Trả giá lớn như vậy, kết quả vẫn khiến người ta mừng rỡ, cũng khiến mọi người cảm khái. Ban đầu vào bí cảnh thiên đô, ai có thể nghĩ bên này có thể chiếm hạng nhất? Tư đồ diệu nói, còn phần trên tay tử kim động, chiếm hạng nhất không thành vấn đề. Như hữu đạo lắc đầu, phần trên tay tử kim động chỉ dùng để chuẩn bị phòng ngừa bất chắc. Bây giờ đã thuận lợi chiếm được phần của nước tấn, đã không cần lấy của họ nữa trên tay chúng ta quá nhiều cũng quá khó nhìn. Hiện giờ quan trọng nhất là, chúng ta phải thuận lợi mang được ra ngoài, tiếp đó mong rằng chư quân hiệp trợ thật nhiều. Hắn nâng kiếm, chắp tay với mọi người, chương 1211, vô lực phản kháng. Càng ngày càng tới gần lúc mở ra cửa bí cảnh, có người yên tĩnh chờ đợi, có người lo lắng đến cuối cùng, cũng có người có ý đồ nỗ lực đối với kết quả cuối cùng. Người của Hàn, Tống chạy, bên Nhiêu hữu Đạo Thu được tin tức từ Kim Động Phái người truyền đến phe tứ hải cấp tốc phản ứng, cẩn thận đề phòng bất chắc, tránh để đến cuối cùng bị hàn, tống cắn trộm một phát. Nước vệ, nước tề cùng tới tìm nước yến, hy vọng có thể hợp tác lấy hạng nhất, lý do là nước tấn có bốn phần, hàn và tống cũng có ba phần. Yến quốc không hứng thú hợp tác, tử kim động bình chân như vậy, tiêu giao cung và linh kiếm sơn ngầm cười trộm. Chỉ cần cướp được nước tấn, nước vệ và nước tề có gộp lại cũng chỉ có bốn phần, hai nhà này hợp tác cũng vô dụng. Nước yến bị tổn thất nhiều nhất là hơn trăm người bên chử phong bình chết vì lòng tham, tính toàn thể, thực lực nước yến vẫn còn được bảo tồn đầy đủ. Nước vệ và nước tề đều bị nghiêu hữu đạo tiêu diệt một bộ phận, nhân số và thực lực so ra không thể mạnh hơn nước yến quá nhiều, cho nên nước yến cũng không sợ hai nhà quá mức tàn dỡ. Dù sao, đối với họ, ở bên ngoài rừng cổ còn có lũ yêu ma quỷ quái tứ hải, tàn quân nước tấn, hai nước hàn và tống bỏ chạy. Về lý mà nói vệ và tề không dám đánh đổi cái giá nặng nề để đưa cổ ra trước đao của người khác nhan bảo như ở cùng với người của vạn thú môn linh tông và thiên hành tông thì hết sức lo lắng đến độ dày vò nàng ta thường xuyên ngồi dưới tàng cây hết nhìn đông tới nhìn tây tâm thần không yên có người ngầm dâng mật báo chỉ trích nghiêu hữu đạo cấu kết với ba phái trung lập không thể để cho nghiêu hữu đạo biết người khác không biết là ai đưa mật báo nhưng nghiêu hữu đạo biết tin nhất định có thể đoán ra là do nàng ta làm nàng ta đừng hòng lấy được thuốc giải khổ thần đan. Việc đã đến nước này, làm gì cũng thế, nàng ta dù thế nào cũng không thể để Nhiêu Hữu Đạo sống sót rời khỏi. Bằng không, chỉ bằng thế lực sau lưng Nhiêu Hữu Đạo, sau khi rời khỏi đây sẽ vô cùng khó khăn. Ban đầu quyết định trả thù Nhiêu Hữu Đạo, nàng ta đã quyết ngọc đá cùng vỡ, chịu đựng đau khổ do khổ thần đan gây ra. Nếu để Nhiêu Hữu Đạo chạy, nàng ta sẽ chịu khổ không công. Nhan bảo như nhận định vạn thú môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông có cấu kết với Nhiêu Hữu Đạo bị tư hỏa không ngừng thăm dò, kích thích, lại càng ngày càng gần ngày mở cửa lối ra, nàng ta rốt cuộc không nhịn được nữa, đã ngầm đưa tin cho Yến, vệ, tề. Tấn, Hàn, Tống không phân cao thấp với ba phái trung lập, nàng ta đành gửi gắm hy vọng vào Yến, vệ, tề. Mấy nhà này không định quan tâm đến, kết quả bị nghiêm lập xui khiến, cuối cùng vẫn cầm miếng vải tìm tới ba phái trung lập đòi trả lời. Ba phái trung lập buồn bực, cũng nổi giận lôi đình. Liên tục hai lần, không thể nào là cả hai nhóm người thương lượng trước, xem ra thực sự trong bọn họ có quỷ. Ba phái trung lập tự nhiên không thừa nhận việc có cấu kết với Nưu Hữu Đạo. Ba bên tới đây đòi câu trả lời vốn cũng chỉ tới hỏi, không có ý định làm gì. Tuy họ cũng mơ tưởng tới số linh trùng kia, nhưng cũng lo sẽ có người cố ý gây xích mích ly gián, dù sao cũng không có chứng cứ. Ai ngờ, Nghiêm Lập đứng trước mặt mọi người cảnh cáo một phen. Nưu Hữu Đạo giết không ít người của chúng ta nếu bị chúng ta thẩm vấn ra có liên quan đến việc này, đừng trách chúng ta không khách khí. Những người khác của Yến, vệ, tề nhìn nhau phát hiện nghiêm lập nổi giận không nhỏ. Nhàn bảo như núp trong góc thì mắt sáng ngời, trưởng lão mai cửu khai của Linh Tông, vậy ta muốn xem xem các ngươi không khách khí thế nào. Một bóng người lao ra, cất cao giọng nói, ta có thể chứng minh, ba phái bọn họ quả thực có cấu kết với Nhiêu Hữu Đạo. Ta chính tay nghe được, Nhiêu Hữu Đạo muốn mượn tay họ đưa lượng lớn Linh Trùng đi người đó chính là Nhan Bảo Như, trong đám đông có từng ánh mắt quái lạ nhìn sang, nghiêm lập hơi nhếch miệng, cười quái lạ, Tây Môn Tình không và ngụy Đa nhìn nhau, đều cảm thấy Nhan Bảo Như này tại sao lại phải đối chọi với Nhiêu Hiếu Đạo. Trưởng lão vương thiên địa của thiên hành tông giận dữ, Nhan Bảo Như, thì ra hai lần liên tục là do ngươi dở trò, Nhan Bảo Như không thèm đến xỉa, mặc kệ, chỉ thẳng từ hỏa. Là y, Nhiêu Hiếu Đạo có qua lại với y, là ta tự mình chuyển thư. Các người chỉ cần bắt y lại, ta có thể phối hợp các người cậy miệng y. Tất cả chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng, mọi người đồng loạt nhìn về phía từ hỏa, mấy người trong ba phái trung lập nghi ngờ không thôi, quả thực có người nhìn thấy nhan bảo như tiếp xúc với từ hỏa. Nghe thấy lời ấy, ba phái kinh ngạc, đương nhiên bản thân ba phái biết mình không cấu kết với nhiều hữu đạo, nhan bảo như chỉ vụ oan hãm hãi, nhưng từ hỏa là sao? Trưởng lão tôn trường hạo của vạn thú môn quát, từ hỏa, chuyện gì vậy? từ hỏa kinh ngạc, sư thúc, nàng ta hãm hại con, nàng ta tới tìm con là vì lúc trước con có quen biết nàng ta. Nàng ta lo lắng lúc rời bí cảnh có thể gặp nguy hiểm, hy vọng từ chỗ con có thể được ba phái che chở, làm sao bây giờ lại thành con cấu kết với nhiều hữu đạo. Nói xong, y chắp tay nói, là đệ tử không chịu nổi bị nàng ta mê hoặc, giấu giếm mọi người qua lại với nàng ta mấy lần. Đệ tử cam nguyện chịu phạt, thế này là sao, vị này còn ngủ cùng nhan bảo như, mọi người ngạc nhiên, tây môn tình không và ngụy đa lại sửng sốt nhan bảo như suýt chút bị lời nói của từ hỏa dọa chết lạnh lùng nói người nói hưu nói vượn từ hỏa giải thích đệ tử không nói bậy nàng ta quả thực có nốt ruồi son không đáng chú ý không tin có thể bắt nàng kéo áo ngực xuống nghiệm chứng rất nhiều người tỏ vẻ quái lại thậm chí đặc sắc vô cùng ánh mắt nhìn về phía ngực nhan bảo như giống như quả thực muốn nghiệm chứng một phen người người hợp tác với nhiều hữu đạo lừa ta nhan bảo như giận dữ xấu hổ quát mắng lúc này nàng ta cảm thấy dường như mình trúng bẫy vì nàng ta biết rõ lúc mình bị nghiêu hữu đạo dần vặt quần áo rách nát nghiêu hữu đạo kéo vạt áo nàng ta ra có khả năng nàng nhìn thấy nốt ruồi trên ngực nàng ta nhưng làm sao từ hỏa biết hiên nhiên là do nghiêu hữu đạo nói tại sao nghiêu hữu đạo nói cho từ hỏa này nàng ta chợt nhận ra đây là một cái chồng nhưng nàng ta không hiểu nếu muốn hại mình nghiêu hữu đạo đã sớm ra tay còn cần vòng vo như vậy sao nàng ta cảm giác việc này mình khó mà giải thích nổi từ hỏa tiện nhân Ngươi dám làm vì sao không dám thừa nhận, lúc trước thì hiền dịu, nói đủ lời ngon ngọt với ta, hóa ra là cố ý dẫn dụ ta, cố ý hãm hại ta. Ngươi có bản lĩnh thì cởi váy áo ra đây cho mọi người nghiệm chứng. Ngươi, vô liêm sỉ, mặt nhan bảo như đỏ bừng như máu, nàng ta làm sao có thể kéo váy áo xuống cho người ta thưởng thức cảnh xuân của mình, nếu làm vậy thì sự kiêu ngạo và tự tôn của nàng ta để đi đâu. Nếu ngực không có nốt ruồi son kia thì thôi, nhưng lại có thật, cởi quần áo ra chẳng phải càng không giải thích nổi. Ha ha, nghiêm lập ngửa mặt lên trời cười ha ha, sau đó chắp tay nói với ba người chủ trì. Tôn huynh, Mai huynh, Vương huynh, đừng giật, vừa nãy lão phu nói đùa thôi, chẳng qua ta cảm thấy là lạ, là ai ngầm xích mích ly rán. Nếu đã cố ý khích bác, mà bây giờ bọn đạo trích đằng sau đã hiện thân rồi, há có thể buông tha. Tôn trường hạo lạnh lùng vung tay lên nói, bắt, nhan bảo như bi phẫn không thôi nàng ta há có thể giơ tay chịu chói. Người trước mặt đã dám làm như vậy là cố ý muốn chơi chết mình, ba phái trung lập không thể nào tha cho. Trong khoảnh khắc, song phương kích đấu một phen, cao thủ ba phái vây công bắt lấy, tiếng giao chiến ầm ầm vang vọng, đất đá bắn tung. Đôi bên chớp mắt từ mặt đất đánh lên cây, lại từ trên cây đánh lên không trung. Dưới màn đêm đầy sao, nhàn bảo như vung tay, không chí bốn phía như bị đông cứng, áp chế tất cả tốc độ vây công của người xung quanh bản thân nhan bảo như thì hỏa tốc chạy đi xa, chương 1212, sắp tới lúc trở về một. Người ngăn cản trên người không bị nàng ta đánh ngã thì cũng bị pháp lực của nàng ta áp chế. Cứng rắn chống cự, nàng ta không phải là đối thủ của đám đông, nhưng nếu bỏ chạy, mọi người ở đây lại không ai cản được nàng ta. Cuối cùng, đám người truy sát đành phải trơ mắt nhìn nàng ta bỏ trốn vào đêm đen. Không hổ là cao thủ xếp hạng hai đan bảng, nghiêm lập truy kích theo một phen, đứng trên cây than thở, Hiện giờ ông ta đại khái đã hiểu ra dụng ý của Ngưu Hữu Đạo. Lúc trước ông ta còn cảm thấy lạ, nếu đã muốn xử lý người phụ nữ này thì đầu độc cả đám người lao lên diệt là xong, cần phải rông dài trước mặt người của ba phái trung lập hay sao? Bây giờ xem ra, Ngưu Hữu Đạo vẫn làm việc ổn thỏa hơn. Bất kể có thể thành công bắt được người phụ nữ này không cũng phải ép nàng ta vào tử lộ trước. Lần này người phụ nữ không quyền không thế này lại dám đắc tội với ba phái trung lập, cho dù ra khỏi bí cảnh, ba quái vật khổng lồ vạn thú môn Linh tông, Thiên hành tông cũng sẽ không tha cho nàng ta, rời khỏi bí cảnh cũng sẽ nửa bước khó đi. Đó mới thực sự là giết người không thấy máu." Nghiêm lập âm thầm cảm khái, lục tục dừng lại truy sát, mọi người đều xúc động. Nhiều người vây công như vậy mà cũng không giữ lại được, cao thủ hạng hai đan bảng quả nhiên không phải nói chơi. Dưới màn đêm, Nhan Bảo như trốn đi xa chợt dừng lại, trốn trong tán cây đại thụ, nhìn qua khe hở lên bầu trời đêm đầy sao. Nàng ta từ từ dựa vào thân cây, quỳ gối ngồi trên cành cây, hai tay ôm đầu gối, mắt ngấn nước, nước mắt chảy xuống. nàng ta vùi đầu trong gối, thầm khóc nức nở. nàng ta thật hận, nàng ta không hiểu, Như Hữu Đạo rõ ràng có thể giết nàng ta, vì sao còn phải đối xử với nàng ta như vậy? vì sao còn phải giày vò nàng ta như thế? Ma quỷ, từ lúc trở mặt với Như Hữu Đạo, nàng ta cảm giác mình giống như gặp phải một ác ma, rơi vào trong ác mộng. hậu quả của khổ thần đan động lại trong lòng nàng ta đã ngang nhiên đắc tội với ba con quái vật khổng lồ kia, sau này làm sao bây giờ? Vậy còn chưa tính, Nghiêu Hiếu Đạo rõ ràng là cố ý, cố ý bôi nhọ danh tiếng của nàng ta, cố ý khiến nàng ta trở thành chuyện cười trong thiên hạ. Nàng ta cảm thấy lòng kiêu ngạo của mình đã bị xé tan tành. Tình cảnh hắn nắm tóc nàng ta, ấn dúi đầu nàng ta vào tổ kiến, bóp cổ nàng ta cười hiền lành mà quỷ dị, rồi cảnh từ hỏa nói bậy bán đứng nàng ta, tình cảnh nghiêm lập cười ha hả, từng hình ảnh trong đầu nàng ta đảo qua đảo lại, đuổi mãi không tan, liên tục lóe lên. Lúc này tâm tình nàng ta giống như hoàn cảnh của nàng ta, bị tán lá rậm rạp che phủ. Nàng ta cảm giác mình giống như rơi vào một cái lưới lớn, bị cái lưới cuốn chặt lấy, muốn ngọc đá cùng vỡ cũng được, muốn cá chết lưới rách cũng được, nhưng hữu tâm vô lực, chỉ có một thân tu vi nhưng vô lực phản kháng. Nàng ta phát hiện, lòng kiêu ngạo mình cố giữ lấy chỉ còn là trò cười, bị người ta tùy tiện nhục mạ, trà đạp, tàn phá bây giờ còn có gì đáng để kiêu ngạo nữa nàng ta đầy bàng hoàng hoang mang đối với tương lai khổ sở không nơi nương tựa nhưng lại không biết rằng đối với nhiều hữu đạo vốn chẳng có thủ oán gì với nàng ta vậy mà nàng ta lại chạy tới đòi giết hắn đã cho nàng ta cơ hội nàng ta còn điếc không sợ súng nhảy ra đã như vậy nghiêu hữu đạo đương nhiên phải chỉnh chết nàng ta mang tin tới chưa một để tới chỗ nghiêu hữu đạo một chuyến sau đó lặng lẽ trở về nghiêm lập nhỏ giọng hỏi Chuyện cần nói chính là bên này không có khả năng bắt giữ Nhan Bảo Như, để Nhan Bảo Như chạy mất. Ông ta cố ý truyền lời cho Ngưu Hữu Đạo, cũng hy vọng Ngưu Hữu Đạo chuẩn bị sớm. Đệ tử kia nhỏ giọng đáp, mang tới rồi, hắn nói không sao cả. Hắn bảo con truyền lời cho sư phụ, nói là đồ đã lấy được. Nghiêm lập cao mày, tự nhiên biết đồ là nói đến cái gì. Ngưu Hữu Đạo đã thành công bên chỗ nước tấn. Đệ tử tiếp tục nói, hắn nói, hắn lấy hạng nhất không thành vấn đề, Nói bên chúng ta có thể tự giữ lại xếp hạng của mình, không cần đưa cho hắn. Trong tay hắn giữ quá nhiều cũng không ổn, Nghiêm Lập ngạc nhiên, đua gì thế, phải soát người mới được đi ra ngoài thiên cốc. Thứ này căn bản không mang ra khỏi thiên cốc được, ta đã nói chúng ta không có bao nhiêu linh trùng, tự nhiên lại bị tìm ra rất nhiều, làm sao trả lời với những người khác. Đệ tử nói, hắn đã nghĩ đến chuyện ấy, hắn bảo đệ tử nhắc nhở sư phụ, nói tới người của Tứ Hải muốn phá vòng vây từ bên phía chúng ta khi chúng ta chặn đường có thể thu được một chút cũng là hoàn toàn hợp lý nghiêm lập suy tư khẽ gật đầu không nhịn được than thở tên này chiêu này tiếp chiêu kia đan nhau lưới trời không lọt xem như ta phục hắn đệ tử hắn còn nhắc nhở tuyến đường bên nước tấn đã đứt mất tiêu giao cung và linh kiếm sơn hẳn là sẽ cân nhắc việc hợp tác với các nhà khác nắm lấy thứ hạng hắn bảo sư phụ đồng ý chỉ cần kéo nước vệ và nước tề không để cho người khác có cơ hội giao động vị trí hạng nhất của hắn Nghiêm lập suy nghĩ một lát, ừ đáp, đã hiểu ý. Nước yến có ba phần, thêm nước vệ và tề bốn phần, còn lại dù hợp tác kiểu gì đi nữa thì cũng không thể uy hiếp đến thứ hạng của Ngưu hữu đạo. Một khi yến, vệ, tề liên hợp sẽ cắt đứt khả năng liên hợp của năm nước. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cười khổ lắc lắc đầu, nghiêm lập phát hiện Ngưu hữu đạo muốn triệt để chặt đứt mọi khả năng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Sau một ngày, trừ phong bình và sơn hải chạm mặt nghiêm lập đệ tử theo dõi tung tích nước tấn do ba nhà cùng phái đi đã quay về nói là dấu hiệu dọc đường đã đứt đoạn tìm tới tìm lui cũng không tìm được nói cách khác bên này đã mất hướng đi của nước tấn thực ra nước tấn căn bản không để lại lộ tiêu gì cái gọi là ký hiệu chỉ đường đều là do nghiêu hữu đạo sai người để lại làm sao có khả năng tìm tới người nước tấn huống hồ người nước tấn đã bị nghiêu hữu đạo diệt sạch nghiêm lập không phải ngươi nói không thành vấn đề sao manh mối đâu trừ phong bình âm trầm chất vấn Hai, nghiêm lập ngửa mặt lên trời thở dài, sợ rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rất có thể là giữa đường để lại ký hiệu đã bị người nước tấn phát hiện, bằng không không thể gián đoạn manh mối. Trừ phong bình, còn hai ngày nữa là lối ra mở, hiện giờ người bảo ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghiêm lập giang tay nói, vậy ông nói phải làm sao, cũng không thể lấy cái mạng già của ta chứ. Trừ phong bình, lấy mạng già của ngươi có ích gì, đừng ầm ý nữa, Sơn Hải quát, sau đó trầm giọng nói nước tấn có bốn phần tử kim động các ngươi không lấy ra được nữa chúng ta chắc chắn không nhiều bằng nước tấn kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán ba người thương nghị một phen đồng ý hợp tác với nước vệ nước tề chiếm thứ hạng bí cảnh thiên đô sắp mở kết quả làm sao đã là chủ đề quan tâm của cả giới tu hành các thế lực chịu ảnh hưởng trực tiếp càng tỏ ra quan tâm cao độ một khi bí cảnh thiên đô kết thúc chiến sự phía đông sẽ tiếp tục làm sao có thể bỏ qua còn về bách tính bình dân chẳng ai quan tâm những chuyện này, chỉ cần có thể ăn no uống đủ, cố gắng sống sót là hơn tất cả. Người bình thường chôn chúng sinh căn bản không biết có thứ gọi là bí cảnh thiên đô này. Cho dù có từng nghe nói đến, dù muốn quan tâm cũng không có chỗ quan tâm. Một chút tin tức tương quan cũng không nhận được, làm sao quan tâm? Quân đội Hàn, Tống Đối Lập đang lúc khẩn cấp hoàn thiện sắp xếp công phòng cuối cùng. Dưới mái đình, La Chiếu vẫn say như chết, Phùng Quan Nhi ở bên buông tay đứng, yên lặng chảy lệ. Ôi Tổng quản đại nội mạc cao thở dài, dẫn thái giám rời đi. Hoàng đế mục trác thật sự lo lắng, mắt thấy chiến sự sắp bắt đầu lại, ông ta thực sự không chắc chắn về chủ soái chiến sự. Một khi tình huống bất lợi, ông ta phải bắt đầu dùng tới la chiếu, chỉ ít la chiếu còn có thể chống đỡ được. Trường 1213, sắp tới lúc trở về khai. Nhưng mà la chiếu khiến ông ta thất vọng rồi, thất bại hoàn toàn. Tiền tuyên yến, triệu, nhân mã đôi bên cũng đang sắp xếp lần cuối cùng, Thương Chiêu Tông và Mông Sơn Minh nhiều lần lai vãng ở tiền tuyến. Vương gia tâm thần không yên, là lo lắng chiến sự sắp bắt đầu lại sao? Nếu thật sự lo lắng thì đi tiền tuyến đi, bê chén trà dâng lên, phượng như nam dịu dàng trấn an, bụng vươn cao, đã mang bầu. Có bầu, sắp làm mẹ, phượng như nam hiền hòa hơn nhiều, thêm một chút dịu dàng nữ tính, trái tim đã đạp xuống thực tại, quan hệ với thương chiêu tông đã không tồn tại vấn đề gì, chân chính là phu thê. Thấy nàng bụng lớn không tiện, thương chiêu tông đứng dậy đỡ tay giúp nàng ngồi xuống than thở đâu chỉ là chiến sự hành trình bí cảnh sắp thấy kết quả nếu đạo gia không về được châu nam nhất định xảy ra mưa gió ta muốn đi cũng không dám đi việc tiền tuyến tạm thời chỉ có thể giao lại toàn bộ cho mông soái ta phải ở lại chỗ này toàn lực ứng phó khả năng châu nam xuất hiện biến cố phượng như nam cắn môi cho dù lo lắng nhưng vẫn kiên định nói với năng lực của đạo gia sẽ không có việc gì đâu nàng thật sự không muốn nghiêu hữu đạo xảy ra chuyện nàng bây giờ có thể khổ tận cam lai hòa hòa mỹ mỹ với trượng phu đều nhớ ơn nghiêu hữu đạo nàng mang ơn đầy cõi lòng đối với nghiêu hữu đạo còn về ân oán giữa phượng gia và thương gia dù thương chiêu tông giết ca ca của nàng nàng cũng chỉ có thể đặt chuyện quá khứ xuống sinh ra trong một gia tộc như vậy đôi khi không có nhiều lựa chọn bây giờ nàng cũng sắp có con cái chỉ có thể nhìn về phía trước nói về mức độ nào đó nàng đã ổn định trước mặt thương chiêu tông nói nàng có trọng lượng, bảo đảo cha mẹ an hưởng tuổi già không thành vấn đề. Thương chiêu tông liếc nàng một chút, biết tâm tư của nàng. Thế cục trước mắt như thế, y cũng không muốn nhiều hữu đạo xảy ra chuyện, nhưng có một số việc không thể thuận theo mong muốn đơn phương của y, không nói thêm được gì. Nàng an tâm dưỡng thai, đừng nên quan tâm quá nhiều. Phượng như nam than thở, thanh nhi chạy tới sơn trang mau lư cũng đã nhiều ngày, không biết thế nào rồi. Vương gia, thanh nhi động chân tình với đạo gia, nếu đạo gia có thể trở về chàng không thể nghĩ biện pháp tác hợp sao vừa nói tới chuyện này thương chiêu tông liền giơ tay bóp chán đau đầu nếu đạo gia có thể đồng ý đối với chúng ta mà nói về tình về lý đều là chuyện tốt lớn nhưng nói thế nào đây đạo gia rõ ràng không để mắt đến thanh nhi rõ ràng lảng tránh còn cố nói đến để tự rước nhục hay sao ai phượng như nam cũng đau đầu với gương mặt đó của tiểu cô tử yêu ai mà chẳng được cứ luôn thích vị kia của sơn trang mau lư ánh mắt cao thái quá cái gọi là ra ra có nỗi khổ riêng hiện giờ xem như nàng cảm nhận được rồi sơn trang mau lư bầu không khí cũng càng ngày càng một ngạt tất cả mọi người đều lo sợ bất an tất cả mọi người đều biết một khi Nghiêu hữu đạo không về được toàn bộ sơn trang mau lư lập tức cây đổ bầy khí tan thương thuộc thanh thường xuyên bồi hồi trong sân nhà Nghiêu hữu đạo thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ xuất thần quản phương nhi thường phóng tầm mắt tới gác cao Gió thổi tay áo bay bồng bềnh gương mặt sầu lo. Viên cương thường thường đỏ mắt dò xét khắp sơn trang mau lư. Viên phương cũng rất hít lộ diện, thường trốn trong phật đường niệm kinh gõ máu ngày đêm không nghỉ. Người của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn Dường như cũng không quá hướng về sơn trang mau lư. Ngay cả trưởng môn ba phái cũng chạy đến Thiên Đô Phong, không nói cho bên này. Toàn bộ người trong sơn trang mau lư dần trở nên bất bình thường. Thiên Đô Phong, bên ngoài cốc, không ngừng có người đi tới không chỉ trưởng môn ba phái hoàng liệt của đại thiện sơn cũng tới chủ của tứ hải trưởng môn các đại phái của các nước cũng tới rồi đều muốn biết kết quả trước đã đợi ở trước lối ra họ đều dẫn theo người tới chuẩn bị phòng ngừa chẳng may ai cũng biết bí cảnh thiên đô chém giết vô cùng kịch liệt cho đều dẫn người tới đây ham dọa nhau phòng bị trả thù gây sự đương nhiên cũng là để tiến hành bảo vệ tài vật một khi đạt được hạng nhất đó là một khoản tài sản khổng lồ còn lại một ít người của môn phái nhỏ tới không nhiều, ở xa đi lại không tiện, ở gần thì tới. Thêm vào đó, các môn phái nhỏ chỉ là bất đắc dĩ tập hợp, không được nhiều lợi ích, không kết thù quá lớn với những người khác, phái người tới tiếp ứng hay không cũng không đáng kể. Môn phái nhỏ như Lưu Tiên Tông có phi cầm tới lui tiện lợi dù sao cũng là loại hiếm thấy. Thêm nữa, liên lụy đến kịch biến tại châu Nam, họ không tới tìm hiểu tình huống rõ ràng thực sự là không yên lòng được một khi phát hiện điều bất ổn cũng có thể mau chóng chạy về ứng phó. Có điều, môn phái không có địa vị chính là không có địa vị, chỉ có thể thành thật đứng ngoài uống gió. Chỉ có đại phái đứng hàng đầu như phiêu miếu các mới có chỗ ở, nhưng cũng chỉ chứa được trưởng môn các phái. Người còn lại vẫn phải chờ bên ngoài, ngọc thương, sao người cũng chạy tới, tại nơi tụ tập. Yêu vương Tây Hải cầm chén rượu đi tới chỗ Ngọc Thương đang ngồi một mình bên lan can, cười chào một tiếng. Ngọc Thương lo lắng vô cùng, nghiêu hữu đạo gây chuyện quá lớn ông ta không tới được sao ngoài miệng tất nhiên phải giải thích khác ôi vì nghiêu hữu đạo mới đến dù sao nghiêu hữu đạo cũng là sư phụ của cháu ta cháu ta van xin về tình về lý ta cũng phải tới xem xem ông ta có cái gọi là quan hệ bạn bè với toa như lai like. đến đây tất nhiên có chỗ nghỉ chân nghiêu hữu đạo à dường như có rất nhiều người muốn giết hắn có khi không về được yêu vương tây hải khà khà trêu trưởng môn tam thiên lý có chút giao tình với ngọc thương trầm giọng nói người tới được người khác thì không hay sao yêu vương tây hải nhún vai không để ý nói tứ hải bên ta không hy vọng được thứ hạng gì ta tới xem trò vui nếu người phía dưới không hiểu chuyện có đắc tội gì đó trong bí cảnh cũng có thể hỗ trợ nói giúp một chút một chút việc nhỏ nói ra có lẽ mọi người sẽ không tính toán với ta mọi người không tỏ rõ ý kiến ngọc thương xem phản ứng của mọi người đặc biệt là nhìn chằm chằm trưởng môn ba phái của nước triệu đánh giá một phen, thầm nói, xem ra phiêu miếu các vẫn không tiết lộ hành vi của Ngưu Hữu Đạo trong thiên cốc ra ngoài. Yêu vương Tây Hải cầm chén rượu, nhàn nhã đến cạnh trưởng môn khí vân tông là thái thúc phi hoa. Mỗi lần bí cảnh thiên đô mở ra, khí vân tông đoạt giải nhất dễ như ăn cơm. Lão già quá thúc, lần này có chắc chắn không? Người nói còn thuận thay vỗ lên bả vai của đối phương. Bả vai của thái thúc phi hoa run lên một cái, giật cánh tay của của ông ta ra, cũng không thấy quá nhiều phản cảm, hừ hừ một tiếng, loại chuyện này, ai nói rõ được. Ngoài miệng khiêm tốn, khẩu khí đó còn có thần sắc giữa lông mày kia ngược lại không thấy được tự ti, giấu giếm vẻ ngoài ta còn ai. Ánh mắt mọi người liếc đến, mặc kệ có nghe ra được gì hay không, cũng không tiện bẻ lại gì, không còn cách nào khác, khi vân tông người ta chính là thường xuyên đoạt được giải nhất, giải nhất lần này khả năng vẫn rất cao. Nhưng mà lời như vậy đối với Ngọc Thương mà nói, nghe thấy lại có vài phần lo lắng, khi vân tông nếu như mà đoạt được giải nhất, nhưu hữu đạo há chẳng phải chết chắc rồi hay sao? trên thực tế, ông ta đã không còn ôm hy vọng nào vào việc nhưu hữu đạo đoạt được giải nhất, đừng nói đến giải nhất. trong bí cảnh bao nhiêu người muốn đẩy nhưu hữu đạo vào con đường chết, nhưu hữu đạo có thể sống sót rời khỏi đã là tốt lắm rồi. cho dù là sau khi ra ngoài lại bị phiêu miếu cắt giết chết, nhưng nếu như bảo ông ta bỏ cuộc, ông ta thực sự không thể làm được, không cam lòng a, à, không nhìn thấy hy vọng bị cắt đứt triệt để thì làm sao có thể cam lòng? Chương 1214, lối ra mở ra. Thế này còn có thể hy vọng kỳ ích hiếm khi xảy ra. Tư vị biết được đáp án nhưng lại lo lắng không yên kia thực sự là đài đọa người khác, ông ta trong một năm này đều là ăn ngủ không yên mà sống qua ngày, càng đến gần với lúc có thể quả càng khó chịu. Càng đến gần ngày mở khóa, thần kinh của người ở trong bí cảnh thiên đô cũng ngày càng căng lên. Đều biết rằng, càng đến phút cuối, càng có khả năng xuất hiện biến cố. Gần với lối ra của bí cảnh nhất, Vạn thú môn canh giữ phí trên của lối ra, độ phòng bị của Linh Tông và Thiên Hành Tông tăng cao, đệ tử trong môn của ba phái cả ngày không ngừng thay phiên nhau canh gác, chỉ sợ có người chó cùng rước trậu làm càn với bọn hắn, bởi vì chuyện này lúc trước đã từng xảy ra. Canh giữ vòng ngoài rõ ràng là nhân mã Yến, vệ, tề cũng thường xuyên mở to mắt, dựng thẳng tai phòng bị, đối với bọn họ mà nọ, còn có tàn dư của nước tần, nhân mã Hàn Tống, yêu ma quỷ quái khắp nơi, ai dám bảo đảm những người này sẽ không kết hợp lại phản công. Trưởng lão tử kim động nghiêm lập ngoài mặt nhìn như nghiêm túc, trên thực tế lại là người thoải mái nhất trong đám người này. Những đệ tử khác trong môn có lẽ cũng không hiểu rõ tình hình, ông ta cũng là trong lòng có tính toán. Ở đâu còn có tàn dư nước tần gì đó chứ, đều bị nghiêu hữu đạo xử lý hết rồi. Uy hiếp ở khắp nơi không còn nữa, những yêu ma quỷ quái đó sớm đã cùng một ruột với nghiêu hữu đạo. Nhân mã hàn tống còn lại, trốn còn không kịp, sao còn dám phản công. Nguy hiểm mà những người khác lo lắng căn bản không tồn tại, đương nhiên, ông ta cũng đang ở đó giả vờ giả vịt theo. Lúc này hai bên báo đoàn Hàn Tống trốn gắt gao trong hang ổ ở vùng núi hẻo lánh, đang đợi. Đám người như hữu đạo cũng đang đợi, người ở bên ngoài bí cảnh đang đợi, người ở trong bí cảnh yên tĩnh, cũng đang đợi. Không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, điều nên đến đã đến. Lối ra, men theo vài tia sương mù âm u như có như không đột nhiên xuất hiện, lục tục mười mấy người tiến vào bí cảnh thiên đô của phiêu miễu các đều lách mình tập trung lại, lẳng lặng chờ, nhìn chằm chằm sương mù dày đặc bồng bình kia. Người trung lập của ba phái, cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trưởng lão chủ sự của ba nước Yến, vệ, tề cũng nghe tin nhanh chóng chạy đến nhìn. Từng tia từng sợi sương mù không ngừng rỉ ra từ hư không, không biết đến từ đầu, cuối cùng nổ ra một chỗ, lượng lớn sương mù dâng lên, cuồn cuộn bao phủ phạm vi khoảng trăm trượng ở xung quanh. Đợi đến khi trạng thái cuồn cuộn của sương mù ổn định, người của phiêu miếu các quang dây xích sắt nối liền với hư không lên, ao ao kéo vài cái, mà một đầu khác của hư không cũng kéo vài khác, trả lời với bên này. Sau khi vài người của phiêu miếu các trụng đầu thương nghị, một người trong đó đứng ra, đối mặt với những người đang dương mắt nhìn ở đây, lớn tiếng tuyên bố, lối ra mở ra rồi, thời hạn 3 ngày, qua ba ngày người nào chưa ra, coi như làm trái quy tắc, không thể ra nữa, người nào trái lệnh, giết. Người tham dự ở hiện trường đều biết lời nói này có ý gì, lối vào của bí cảnh thiên đô chỉ có thể mở ra một năm, mà lối ra một khi mở ra là 50 năm. Trong 50 năm, người trong bí cảnh lúc nào cũng có thể đi ra, để phòng người có người vì tránh nguy hiểm mà trì hoãn không ra, kỳ trước cũng lập ra quy tắc giống nhau, thời gian ra ngoài chỉ hạn định 3 ngày. Trong 3 ngày ra ngoài thì không sao, qua 3 ngày mới ra, phiêu miếu các sẽ hạ sát thủ. Do đó trong 3 ngày này nếu như không ra không khác nào tự tìm đường chết, trong bí cảnh thiên đô cũng không cách nào ở lại mãi, cho dù là có đầy đủ linh trùng, linh trùng trưởng thà chỉ có thể tồn tại ở thế giới này 5 năm, sau 5 năm sẽ tiêu tan nơi thăm thẳm, lưu lại nơi này nhiều nhất chỉ có thể sống 5 năm. Tuyên bố xong quy tắc, người của phiêu miếu các kia nở nụ cười, các vị, bây giờ có thể trở về rồi, muốn đi thì bây giờ có thể đi rồi, không muốn đi, chúng ta cũng không ép. Nói đùa gì chứ, làm gì mà không muốn đi, nhanh, mọi người thu gom, rút lui. Trưởng lão chủ sự của ba phái trung lập tiên phong truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Người của ba phái rất nhanh thu gom đi qua, không mang theo chút lưu luyến nào, nhanh chóng đi sạch sẽ dưới mí mắt của những người khác. Ngụy Đa cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng dừng bước. Đi, Tây Môn Tinh không nhắc nhở. Ngụy Đa, ta đợi hắn. Tây Môn Tinh không không nhiều lời với y, nắm lấy cánh tay của y, thì phép cưỡng ép đem y đi. Đám người nghiêm lập nuốt một ngụm nước bọt, cũng muốn đi, nhưng mà vẫn chưa đến lúc bọn họ rời đi. Ba nước bọn họ không cách nào đi qua giống như ba phái trung lập, tàn dư nước tần, người hàn tống, tu sĩ khắp nơi đều không xuất hiện, ba bên này tùy tiện hai nhà nào liên thủ đều có thể đoạt giải nhất bọn họ chiếm cứ cơ hội trước bất cứ lúc nào cũng có thể rút cho nên vẫn muốn cố gắng một chút bằng không dễ dàng từ bỏ quay về không tiện bàn giao nghiêm lập biết tình huống những thế lực khác kết hợp lại đoạt thứ hạng không thể nào xảy ra kết quả đã định sẵn rồi nhưng lại không thể nào nói ra trò vui được diễn sẵn sàng rồi lấy lời nghiêu hữu đạo để nói ngày trước bỏ ra đã đủ nhiều rồi điều chuẩn bị đã đầy đủ rồi cuối cũng chính là một tầng cửa sổ giấy đâm một cái là rách Ngày trước chỉ cần làm đến nơi đến chốn, cuối cùng kỳ thực trái lại không còn gì khó khăn. Nhưng Niu Hữu đạo lại tăng thêm độ khó cho bản thân mình, cũng không còn cách nào khác, để ổn định tình hình ngoại giới, không thể ngoảnh đầu mà không quan tâm. Chỉ cần có cơ hội thì không thể chỉ chú ý trước mắt mà gây ra phiền phức liên tiếp về sau. Truyền tin tức, Nghiêm Lập quay về bên phía của mình thấp giọng nói thầm một câu với một tên đệ tử. Đệ tử đó sau khi hiểu ý khẽ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Tin tức truyền đến rồi, lối ra mở ra rồi đệ tử vạn động thiên phủ chú ý đến tín hiệu bay vút đến bẩm báo với đám người nghiêu hữu đạo mọi người mừng rỡ vừa phấn khởi vừa căng thẳng ánh mắt nghiêu hữu đạo đột nhiên nhìn chằm chằm về phía rừng rậm cổ xưa dựa theo ước định ba phái trung lập vừa đi bên phía tử kim động mới có thể phát ra tin tức làm như thế nào rõ ràng đã hoạch định xong phù hoa vẫn nhịn không được hỏi một tiếng ánh mắt nghiêu hữu đạo lóe qua tia lạnh lẽo đột nhiên quay người chăm chú nhìn chằm nàng kế hoạch xong rồi đương nhiên là hành động theo kế hoạch, đại tỷ chẳng lẽ có cách nghĩ nào khác. Phù hoa cười để che giấu sự xấu hổ, ta là cảm thấy, sự việc đến nước này, nếu như người không đi cùng với chúng ta, chỉ cần từ kim động nhường, sẽ không có vấn đề gì, hà tất phải phiền phức như thế. Không được, như hữu đạo một tiếng cự tuyệt, ta nói rồi, nhất định phải cho tử kim động một cái cớ để không toàn lực ngăn cản chúng ta. Đại tỷ chẳng lẽ muốn làm hỏng việc của ta, ta nghĩ ta cần phải nhắc lại một chút, quyền khống chế Nam Châu của ta nếu như phát sinh vấn đề, nếu như các nước muốn gây phiền phức cho các người, ta không tài nào cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Linh trùng trong tay các người, chẳng lẽ đại tỷ còn gì không an tâm sao? Phù Hoa cười nói, lão đệ nghĩ nhiều rồi, ta cũng chỉ là lo nghĩ cho ngươi, sợ ngươi một mình không an toàn. Nghiêu hữu đạo, yên ta, bên đó ta đã âm thầm sắp xếp, sẽ không có chuyện gì. Nếu như thế, vậy thì vẫn là chiếu theo kế hoạch mà hành động đi. Phù Hoa cười cười nói một câu liền không nói nữa. Như Hữu Đạo quay người đối mặt với Vu Chiếu Hành, mẹ con Vân Cơ và đám người tư đồ rượu, ta đi trước, các người kéo dài đến ngày mai, đi cùng bọn họ. Mọi người lần lượt gật đầu, lần nữa quay người, Như Hữu Đạo chắp tay với mọi người, khí phách nói, nhờ cậy rồi. Chương 1215, cưỡng ép đột phá phòng vây một. Đám người cũng chắp tay đưa tiến, không thích hợp trì hoãn nữa, Như Hữu Đạo không tiếp tục lưu luyến, xoay người bay vọt lên, nhanh chóng bay vút đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Xông vào rừng rậm cổ xưa, tìm được một nơi che giấy, như hiếu đạo nhanh chóng trốn vào ẩn núp, lặng lặng quan sát xung quanh một hồi, kiếm trong tay cắm trên mặt đất, trong tay áo lấy ra mặt nạ dán lên mặt, sau đó nhanh chóng thay y phục, y phục bên trong chùm bên ngoài. Khi xuất hiện lần nữa, lại hóa trang trở thành người của phiêu miếu các, hơi lượn quanh đám người, chọn đi đến nơi phòng thủ của Linh Kiếm Sơn không đi bên phía tử kim động vì không muốn bên có quá nhiều sơ hở bên phía tử kim động không đi bên phía tiêu giao cung là vì đệ tử tiêu giao cung trước đây từng thấy hắn giả dạng thành phiêu miếu các dù cho trước đây nghiêm lập không nhắc nhở chuyện này hắn cũng cần phải chú ý né tránh một đường sông thẳng không lo lắng đệ tử linh kiếm sơn phát hiện ra hắn trái lại quan sát cảnh giác cao độ đề phòng bị người của phiêu miếu các nhìn thấy có điều có một điểm hắn có thể chắc chắn người của phiêu miếu các sẽ không lén lén lút lút ẩn nấp chỉ cần để ý, rất dễ phát hiện đồng thời né tránh. Đệ tử Linh Kiếm Sơn ở trong rừng bị kinh động, phát hiện bên trên là người của phiêu miếu các lướt qua, trực tiếp không để mắt đến. Người của phiêu miếu các ở đây vốn dĩ nhiều, có người lui đến rất bình bình thường, không ai coi là chuyện to tát. Khi cách lối ra còn khoảng hai dặm, mơ hồ có thể nhìn thấy được nơi sương mù quanh quẩn, sau khi dự đoán bản thân lên xuống 3 lần liền có thể đến, như hiểu đạo không dám tiếp tục đến gần nữa, nơi đó chính là chỗ mà người của phiêu miếu các tụ tập, tiếp tục đến gần rất dễ bị phát hiện. Liền trốn vào trong rừng, chuồn vào một chỗ có thể che chắn tầm nhìn, vừa rơi xuống, liền lột bỏ mặt nạ, bỏ trong tay trực tiếp trả sát vỡ thành bột. Cởi áo khoác của phiêu miếu cắt ra, cuộn lại trên tay, cũng trực tiếp vặn thành bột để hủy thi diệt tích, đến nơi này hắn không thể tiếp tục giấu những thứ này ở trong người, không thể tiếp tục mang đi tiêu hủy. Xong chuyện, lại nhảy lên ngọn cây, lách mình lên một cách, trực tiếp bay vút lên tán cây, thẳng đến điểm đích. Kết quả mới bay vút lần đầu, đã bị người khác phát hiện, truyền đến một tiếng quát chói ta, người nào. Dừng lại, trong rừng lần lượt có người ngoi đầy ra, chợt có người lớn tiếng hét, như Hữu Đạo. Là Ngưu Hữu Đạo, thoáng chốc, bốn tên đệ tử linh kiếm sơn bay lên trời, vùng kiếm chặn giết, bốn người liên thủ cùng tấn công. Không kinh không sợ, quyết chí tiến lên, kiếm quang trong tay Ngưu Hữu Đạo rời khỏi vỏ, nháy mắt kiếm cương sắc bén phức tạp đẹp đẽ như ảnh sen nở rộ, ra tay chính là sát chiêu. Bốn người cản lại đánh giá thấp thực lực của kẻ đến, chờ tay không kịp, tiếng nổ kim thiết giữa trời máu thịt tung tóe, xen lẫn vài tiếng kêu thảm thiết. Dưới lực va chạm cực lớn giữa hai bên đánh nhau, Như Hữu Đạo tự mình mượn lực lại nổi lên, nhảy bắn lên không trung, lao xuống trao lượn, lao thẳng đến phía sương mù lượn lờ. Thiên Long kiếm trận, tiếng trừ phong bình đột nhiên vang dội như sấm sét, tràn đầy tức giận không thôi. Đệ tử Linh Kiếm Sơn, mỗi người mang theo bên mình ba cây bảo kiếm, xưng là Thiên Địa Nhân Tam kiếm. Hình thù chế tạo của ba cây kiếm không giống nhau, hai cây đan chéo sau lưng, một cây đeo chéo ngang hông, phương thức phối hợp điều khiển cũng không giống nhau. Thiên kiếm liên thủ có thể bố trí thiên long kiếm trận, địa kiếm liên thủ chính là địa long kiếm trận, nhân kiếm liên thủ chính là bàn long kiếm trận. Dưới lời ra lệnh của trừ phong bình, mỗi một đệ tử linh kiếm sơn vung tay phóng xuất ra thiên kiếm, mấy chục đạo hàn quang từ trong rừng bắn mạnh lên tận trời, vút lên trời cao bố trí thành kiếm trận bay lượn qua lại không ngớt, đoàn kiếm hợp tác như phi long trên trời trao liệng đến, linh hoạt nhanh chóng, động tác như bôn lôi. Đối phó với một nghiêu hữu đạo, lại để mười mấy đệ tử linh kiếm sơn liên thủ bày ra thiên long kiếm trận, có thể thấy trừ phong bình có lòng muốn giết. Mặc kệ lực sát thương của kiếm trận này lớn đến cỡ nào, nghiêu hữu đạo lần này đến sẽ không dây dưa với họ. Mặc cho các ngươi là thiên long, địa long hay bàn long gì đó, nghiêu hữu đạo lật chỉ phù ở tay, tung phá, uy lực bàng bạc của thiên kiếm phù điên cuồng cuồn cuộn mà ra. Tu sĩ phiêu miếu các xung quanh sương mù ngẩng đầu nhìn về phía không trung, những người ở những hướng khác cũng hiện thân quan sát, nghiêm lập cũng trong số đó. Chỉ thấy đoàn kiếm hào quang ngút trời xoắn giết, như hữu đạo vút trên trời cao bắn ngược xuống, trực tiếp pha chạm với kiếm quang, nghiêm lập xem đến khóe miệng không ngừng co rút. Vù, một đạo thiên kiếm cương ảnh cực lớn bộc phát ra, giống như xé trời mà đến, thẳng xuống mặt đất. ầm um, len keng, phóng kiếm xoắn giết đến bị đụng đến rối loạn, bóng hình như hữu đạo xeo ở một tiếng từ lỗ hồng bị xé ra lóe qua đoàn kiếm bay lượn hơi loạn siêu siêu hóa thành từng đường sáng lung linh bắn ngược xuống tốc độ truy đuổi nhanh hơn lần này là từ bốn phương tám hướng bắn đến bàn long kiếm trận địa long kiếm trận ba trận hợp nhất một đám đệ tử linh kiếm sơn ngửa kiếm vung tay chọn kiếm phù vù, vù vung ra từng đường hàn quang bàn long kiếm trận đoàn kiếm lang thang ngoằn ngoèo lượn vòng ở trên bao phủ những người từ trên trời giáng xuống địa long kiếm trận một nhóm từ dưới đáy bàn long vòng bắn lên, đồng thời từ bốn phương tám hướng siêu siêu nhanh chóng xiên về phía những người ở trong bàn long. Đoàn kiếm từ không trung bắn ngược xuống, cũng từ không trung bốn phương tám hướng xiên về phía những người cuốn vào trong bàn long. Trong chốc lát, linh động kiếm quang vù vù chấp loạn, dưới ánh mặt trời làm cho tâm trạng người xem dạo rực. Như hữu đạo dắt kiếm bên hông hai tay bay lượn liên tục, dẫn ra từng đường ảnh thiên kiếm cương đánh ra bốn phương tám hướng, như mang lớn nháy mắt không ngừng chui từ dưới đất lên, đánh bay đoàn kiếm xoắn giết đến. Xen lẫn tiếng ầm ầm chấn động không ngừng của kim loại, như hữu đạo như thủy tinh cầu có gai đánh về phía sương mù. Mắt thấy sắp để như hữu đạo được như ý, mắt thấy sắp để như hữu đạo trốn vào trong sương mù, mắt thấy uy lực của thiên kiếm phủ không ai dám gắng gượng sông lên ngăn cản. Chịu chết, trừ phong bình gầm thét lách mình bay vút đến, vung tay tung phá một tấm phủ, cũng là thiên kiếm phủ một đường kiếm cương khổng lồ gấp rút đánh về phía Ngưu Hữu Đạo. Trong lòng Ngưu Hữu Đạo phát lạnh xa sầm, không ngờ đến đệ tử Linh Kiếm Sơn đối phương liên thủ sử dụng kiếm trận đối phó hắn không nói, còn không ngại lãng phí một tấm thiên kiếm phủ trị giá xa xỉ để đối phó hắn. Mắt thấy sắp lần vào trong lối ra sương mù, hắn không thể buông lỏng thất bại trong gang tắc. Phía trước kiếm cương liên phá kiếm trận mở đường, đạo thiên kiếm phủ hắn khống chế kia đã không còn nhiều năng lượng, dưới sự vội vàng dẫn ra một đường kiếm cương cuối cùng trong năng lượng còn dư, Âm, um, hai đường kiếm cương khổng lồ đối phá phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa nghiêu hữu đạo nhân cơ hội nhảy vào trong sương mù vù trừ phong bình dẫn ra đường kiếm cương thứ hai rồi lần nữa đánh đến như hữu đạo đã lẻn vào trong sương mù tránh không kịp nhanh chóng bay đi vù rút ra bảo kiếm bên hông hai tay quét ngang chống đỡ hai tay trừ phong bình cùng suất hai tay liên tục điểm liên tục phóng ra từng đường kiếm cương tình thế muốn đem như hữu đạo xoắn giết thành phấn vụn